Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chùa Ngọc Hoa có hương hòa thịnh vượng, trước cửa chùa đã có rất nhiều xe ngựa dừng lại. Hỏa Yến và Tiêu Giáp xuống xe ngựa, Phi Nô liền dẫn xe ngựa sang một bên để chờ đợi. Cả hai người đều không mang theo thị nữ hay gã sai vặt, nên rất dễ thu hút sự chú ý. Những người đến đây bái Phật không khỏi nhìn họ nhiều lần. Có những người không quen biết thì chỉ nhìn thoáng qua, còn những ai nhận ra tiêu giác thì đoán được hòa yến là ai. Tuy nhiên, họ không dám bàn luận gì ngay trước mặt, mà chỉ tránh xa ra để nhìn từ xa. Việc bái Phật rất đơn giản, người bình thường thì quyên chút dầu vừng hoặc thóc gạo, còn nhà giàu thì quyên ít tiền bạc. Tiêu gia không thiếu tiền, nên phi nô đã chuẩn bị sẵn sau khi nhận hương từ tăng nhân họ liền vào điện để quỳ lại tiêu giác không vào điện hỏa yến hỏi tại sao hắn không vào hắn chỉ đáp ta không tin phật hỏa yến đã đến trước cửa chùa mà lại nói không tin phật đúng là người này cuồng vọng không có kỳ cương tuy nhiên việc tin hay không tin là tùy mỗi người không thể ép tiêu giác đi bái phật được nàng để tiêu giác ở lại bên ngoài còn mình thì vào trong điện hỏa yến quỳ xuống trên bồ đoàn Nơi đây được lập nên bởi các thương gia giàu có để xây dựng tượng Phật kim thân từ bi che chở chúng sinh. Nàng thành kính cúi đầu dập đầu, thầm nghĩ, không cầu gì khác, chỉ mong những người bị hòa như phi hại, liên lụy đến mình, có thể sớm đi vào luân hồi, kiếp sau được bình an khỏe mạnh, không tai họa. Sau khi nghỉ ngơi, thắp xong trường minh đăng, Hòa Yến ra khỏi điện, thấy Tiêu Giác đang chờ trước cửa. Gặp nàng đi ra, hắn thuận miệng hỏi, "Ngươi ước gì?" Hy vọng thiên hạ không còn chiến tranh. Hỏa Yến chắp tay trước ngực, ra vẻ nghiêm túc nói. Hy vọng có thể sống trong thời kỳ thịnh thế thái bình, ngươi và ta đều có thể nhẹ nhóm hơn. Lời này không phải giả, vấn đề người ô thác còn chưa được giải quyết hoàn toàn. Nghe nói trên triều đình về chủ chiến và chủ hòa vẫn đang tranh luận không ngớt, đến giờ vẫn chưa có kết quả. Quyên tiền nhang đèn, bái phật xong, còn có thể dùng một bữa cơm chay trong chùa. Cơm chay ở chùa Ngọc Hoa nổi tiếng ngon nhất. Chỉ là lần trước hỏa yến đến trong lòng đầy đau đớn, dù là đặc sản miền núi cũng ăn không thấy vị, sớm đã quên mùi vị ra sao, bây giờ nhớ lại, lại càng thêm mong đợi. Để dùng cơm chay, khách xá phải đi qua cây cổ thụ sau chùa ngọc hoa. Khi đi ngang qua cây cổ thụ, có thể thấy cây to lớn cắm dễ bên cạnh núi, nhánh cây tỏa rộng như mây mù. Ban đầu, cây có màu xanh ngọc, nhưng đã bị tầng tầng lớp lớp lụa đỏ bao phủ. Đến gần mới thấy rõ, trên lụa đỏ đều có chữ viết chủ yếu là lời nguyện cầu của người dân. Nghe nói treo nguyện ước lên cây cổ thụ, cây sẽ hiền linh. Hỏa Yến nhớ mình từng treo một dải lụa đỏ ở đây, liền dừng bước lại. Cây cổ thụ này rất linh thiêng. Nàng nói với tiêu giác, tiêu giác lo lắng nói. Lại muốn kể chuyện xưa sao? Không phải, nó thực sự rất linh thiêng. Hỏa Yến cười, nghĩ thầm, kiếp trước nàng đã treo một nguyện ước lên cây, hy vọng có thể gặp lại mặt trăng. Lục viết những dòng chữ đó lên lụa đỏ, Chính nàng cũng cảm thấy mình đang mơ mộng viền vông. Đừng nói đến mặt trăng, việc nàng có thể một lần nữa thấy ánh sáng đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, vào lúc không thể ngờ tới nhất, thậm chí là sau khi nàng chết, lại có thể tái sinh trong tuyệt vọng, và thực sự lại được nhìn thấy. Mặt trăng, một lần nữa, ngày sau nếu ta có nhiều tiền bạc, Hỏa Yến nói, sẽ mua rất nhiều phân bón để tưới cho cây cổ thụ này, xem như là lòng cảm tạ và thành ý của ta. Tiêu giác nghẹn một chút. Ngươi có thành ý, thật là khác người. Khách xá của Ngọc Hoa tự nằm phía sau viện tử nơi các tăng nhân lưu trú một chút. Người quyên góp ít thì rất đông đúc, dùng chung một nơi để ăn cơm, còn người quyên góp nhiều hơn thì có viện tử riêng, thường là một gian phòng cho một nhà, ít người và hoàn cảnh cũng thanh nhã hơn. Mặc dù cách đối đãi khác nhau này có chút im lặng, nhưng hiện tại ít người cũng là chuyện tốt, Hỏa Yến không muốn ăn cơm chay mà bị mọi người lén lút quan sát. Hiện tại, vì nhận lệnh tứ hôn từ văn tuyên đế, cùng tiêu giác xuất hiện trước mặt thiên hạ, đối với nàng cũng cần rất nhiều dũng khí. Mặc dù trước đây nàng cũng là nhân vật phong vân, nhưng khi đó ít nhất còn có mặt nạ che một chút. Bây giờ hoàn toàn không có gì che đậy, giữa ban ngày ban mặt, giống như con bạch khổng tước từ dị quốc mang về, khiến mọi người đều muốn nhìn và bàn tán. Ngồi trong khách xã, không bao lâu sau, các tăng nhân mặc áo xanh đã mang đến rất nhiều món chay phong phú như hấp bạch ngọc Phật thủ, Dấm đường mướp đắng, bí đao trưng tiêu núi hoang, bánh khoai áo tím, đậu hũ thần tiên. Trên núi lạnh hơn dưới nhiều, đi đường núi đến trưa đã đói bụng, lúc này các món chay nóng hổi ngay trước mặt khiến Hỏa Yến không khỏi mở rộng khẩu vị, chia cho tiêu giác một đôi đũa và nói. Tiền nhang đèn không uổng phí công, đồ đốc, nếu như chưa ăn no, có thể gọi thêm một phần nữa không? Tiêu giác, hắn nói. Tùy ý. Hỏa Yến không khách khí, nàng ăn rất tự nhiên so sánh với nàng, tiêu giác ăn uống nhã nhặn hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu ăn chưa lâu, cửa khách xá đã bị gõ, có tăng nhân dẫn hai người vào. Những người như họ, ăn cơm ở khách xá nhỏ nhưng tinh xảo, một nhà cũng đủ. Tuy nhiên, hôm nay thời tiết tốt, lại là trung thu, khách đến ngọc hoa tự dâng hương rất đông, có lẽ không đủ chỗ, nên đành phải sắp xếp trên chúc cùng tiêu giác và hỏa yến. Tiêu giác hơi nhíu mày, đang định nói gì đó, hỏa yến lên tiếng không sao, để họ vào đi, ta ăn rất nhanh, không có gì đáng ngại. Mới tạo được chút danh tiếng ở Sóc Kinh, chưa từng chính thức đối đầu với Hòa Như Phi, nàng không muốn bị xem là người bá đạo, tìm cớ đổi người đi. Tiêu giác nghĩ ngợi một lúc, rồi không nói gì thêm. Các tăng nhân đưa vào hai người, đều là nữ, một người lớn tuổi hơn, một người trẻ hơn. Ban đầu Hòa Yến chỉ lướt qua, nhưng khi thấy mặt của người lớn tuổi, trong lòng giật thót, không kiềm chế được, đũa trong tay rơi xuống đất. Hỏa Yến vội cúi người nhặt đũa, tiện thể che giấu sự kinh ngạc trên mặt. Tiếng động này cũng thu hút sự chú ý của hai người, họ dừng bước nhìn về phía Hỏa Yến. Vừa nhặt đũa lên, Tăng Nhân liền đến nói. Thí chủ xin chờ một chút, để Tiểu Tăng lấy một bộ sạch sẽ khác cho thí chủ. Hỏa Yến còn chưa kịp nói gì, cô gái trẻ kia đã nhìn thấy tiêu giác bên cạnh Hỏa Yến và thốt lên. Phong vân tướng quân. Hỏa Yến vô thức nhìn về phía tiêu giác, Tiêu Giác hơi nhíu mày, có vẻ không vui. Hòa Tâm Ảnh cực kỳ kinh ngạc, không ngờ lên núi một chuyến lại gặp Tiêu Giác ở đây. Nàng cũng chỉ gặp Tiêu Giác một lần, khi đi cùng bạn bè trên phố chọn mua đồ, thấy một đoàn người cưỡi ngựa đi qua, người đi đường và xe ngựa đều né tránh. Người dẫn đầu là nam tử phong thần tuấn lãng, nổi bật hơn người, lúc đó bạn bè bên cạnh nói với nàng, đó chính là Đại Ngụy Phong Vân tướng quân. Có lẽ vì nam tử này thực sự dung mạo xuất chúng, để lại ấn tượng quá rõ ràng nên khi vừa thấy tiêu giác hình ảnh trong trí nhớ nàng liền trùng khớp ngay chỉ là ai cũng biết tiêu đô đốc tính tình không tốt trong lúc nhất thời hòa tâm ảnh đỡ lấy hòa nhị phu nhân tiến không được lui cũng không xong sợ rằng sơ ý một chút sẽ đắc tội với vị ngọc diện đô đốc này nhưng hòa nhị phu nhân không để ý chỉ kéo hòa tâm ảnh vào trong và ngồi xuống bàn cạnh hòa yến hòa tâm ảnh tò mò nhìn về phía tiêu giác vì tiêu đô đốc này có rất nhiều lời đồn nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi là không gần nữ sắc tuy nhiên lời đồn này đã bị phá vỡ trong buổi tiệc ăn mừng vài ngày trước bệ hạ tự mình tứ hôn cho hắn và một nữ tử mà tiêu giác ở đại điện ngay trước mặt văn võ bá quan đã che chở và thâm tình với nàng khi tin này truyền đến tai bách tính sóc kinh trong vòng một đêm đã làm tan vỡ bao nhiêu giấc mộng xuân khuê của các cô nương hứa chi hằng trong buổi tiệc ăn mừng lần trước tâm trạng không tốt nên không kể cho hòa tâm ảnh nghe những việc này. Vì vậy, những chuyện này hòa tâm ảnh chỉ nghe được từ các nha hoàn trong phủ ngày hôm sau. Nói về vị hôn thê của tiêu giác, nàng cũng không phải là người đơn giản, từng giả nam trang trên chiến trường giết ô thác, trở thành nữ hầu đầu tiên của đại ngụy, là Vũ An Hầu. Điều đáng nói là, Vũ An Hầu này cùng với tỷ tỷ đã qua đời của nàng, hứa đại nãi nãi, trùng tên trùng họ, đều gọi là Hòa Yến. Chỉ là tỷ tỷ Hòa Yến của nàng rất yếu đuối, quanh năm chỉ ở trang tử dưỡng bệnh, ngày ngày uống thuốc, đừng nói lên chiến trường giết ô thác, đi nhiều bước cũng đã mệt. Cùng tên nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược. Hòa tâm ảnh đánh giá nữ tử bên cạnh tiêu giác, nàng trẻ đẹp, giữa hai lông mày tự nhiên có khí khái hào hùng. Hòa tâm ảnh suy đoán, người có thể khiến tiêu đô đốc không gần nữ sắc thân cận, nếu không phải là tiêu gia đại nãi nãi, thì chính là vị hôn thê. Ý chung nhân của hắn, vụ an hầu hỏa yến trong lúc hòa tâm ảnh đang dò xét hòa yến chỉ cúi đầu giả vờ nghiêm túc ăn cơm nhưng trong lòng ngàn mối suy tư nhiều lần không kiềm chế được muốn nhìn về phía người kia hòa nhị phu nhân đó chính là mẹ ruột của nàng liên quan đến hòa nhị phu nhân hòa yến thật sự không có ấn tượng sâu sắc so với hòa nguyên lượng hòa nhị phu nhân ít khi ra ngoài chỉ quanh quẩn trong viện tử của mình trừ những ngày lễ tết có lẽ vì bà là nữ tử mềm lòng hòa đại phu nhân sợ xảy ra bất chắc gì Hòa Yến thường gặp Hòa Nguyên Lượng nhưng ít khi thấy Hòa Nhị Phu Nhân. Tuy nhiên, từ khi biết thân phận thật sự của mình, Hòa Yến thường muốn nhìn xem mẹ ruột của mình là người như thế nào. Mơ hồ cảm giác bà là một nữ nhân rất trầm tính, ôn nhu, có đôi khi hơi chất phác. Hòa Nguyên Lượng thường ngày cười tùm tìm, rất được nữ nhân yêu thích, trong nhị phòng cũng có vài tiểu thiếp, sinh ra nhiều con thứ và con gái. Nếu nói về sủng ái, Hòa Nhị Phu Nhân không phải là người được Hòa Nguyên Lượng yêu thương nhất, nhưng ông cũng không lạnh nhạt với bà, chưa từng làm ra chuyện ái thiếp diệt thê. Ít nhất trước khi Hòa Yến nhập ngũ, Hòa Nhị Phu Nhân sống trong phủ cũng không tệ. Có một năm, trong bữa ra Yến, hỏa Yến ngồi cùng bàn với Hòa Nhị Phu Nhân. Lúc đó nàng mới 10 tuổi, ngồi đối diện Hòa Nhị Phu Nhân. Có lẽ vì quá hiếu kỳ, nàng nhìn bà nhiều lần. Sau bữa ra Yến đó, Hòa Yến không còn ngồi cùng bàn với Hòa Nhị Phu Nhân nữa. Nàng không ngờ lại gặp mẹ ruột mình ở đây mà không hề có điểm báo trước. Dù đối với Hòa gia nàng đã hết tình cảm, nhưng khi đối diện Hòa nhị phu nhân, tâm tình Hòa Yến cũng không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài. Hòa Tâm Ảnh cẩn thận kéo Hòa nhị phu nhân, nói nhỏ. Đối diện là Phong Vân tướng quân Tiêu Đô đốc, bên cạnh hắn rất có thể là Vũ An hầu Hòa Yến cô nương, người vừa được bệ hạ tứ hôn mấy ngày trước. Nghe vậy, Hòa nhị phu nhân dừng lại động tác cầm đũa, ngước mắt nhìn về phía đối diện. Bây giờ tin Tiêu Hoài cần được ban hôn đã lan khắp Sóc Kinh, từ quan lại quyền quý đến dân thường, thậm chí cả ăn mày đầu đường cũng biết vị hôn thê của hắn tên là Hòa Yến. Hòa nhị phu nhân chắc chắn đã nghe tin này, đột nhiên nghe tên người trùng với con gái đã chết của mình, bà không khỏi sợ sệt. Bên kia, Tiêu Giác phát hiện Hòa Yến đột nhiên im lặng, liền hỏi: "Tại sao không nói chuyện?" Trước khi hai mẹ con kia đến, nàng nói không ngừng, nhưng sau đó lại im lặng dù có bị nhận ra thì đã sao, Hòa Yến từ trước đến nay không phải người làm việc dựa theo sắc mặt người khác. Sở tiêu giác nhìn ra điều gì, Hòa Yến cười cười, tìm đại một chuyện để nói. Đồ đốc, trước ngài cho ta miếng ngọc đen kia, ta luôn giữ ở chỗ này, thật tốt sao? Có gì không tốt, ta chỉ cảm thấy nó quá quý giá. Hòa Yến vừa nhai một miếng bánh khoai, mắt nhìn chầm chầm cái bàn, không nhìn hai người kia trong phòng. Nhưng cha mẹ ngươi thực biết cách đặt tên cho ngươi, giác nghĩa là đôi ngọc. Thái hậu nương nương tặng cho các ngươi đôi ngọc, thật sự rất thích hợp. Tiêu giác cười. Tên ngươi cũng không tệ. Hỏa Yến suy nghĩ một lúc, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, cúi đầu ăn cơm. Hỏa nhị phu nhân nhìn chằm chằm vào động tác của Hỏa Yến. Hỏa Yến thích ăn ngọt, khi ăn luôn kẹp củ cải đường trước. Mặc dù không đủ nhã nhặn, nhưng lại rất tiết kiệm, không để rơi một hạt cơm nào. Nếu gặp món không thích, nàng cũng không bỏ đi, chỉ dừng lại một chút như để lấy thêm dũng khí, rồi ăn sạch, sau đó không động vào nữa. Hòa nhị phu nhân nhìn một lúc, sắc mặt dần thay đổi. Đôi mắt trước kia vắng vẻ và chết lặng, lúc này bắt đầu trở nên càng ngày càng kích động, giống như muốn khóc lên. Tiêu giác quay lưng về phía hòa nhị phu nhân nên không thấy cử chỉ khác thường của bà, nhưng hòa yến thấy được, giả vờ như không biết và đổi chủ đề nói chuyện với tiêu giác. Hòa tâm ảnh hỏi nhỏ. Mẹ, sao mẹ không ăn cô gái kia như có cảm giác nhìn về phía này hòa nhị phu nhân vội cúi đầu cầm đũa lên sới cơm không ai thấy một giọt nước mắt của bà rơi vào trong chén bữa cơm này ngoài tiêu giác và hòa tâm ảnh hòa nhị phu nhân và hòa yến đều ăn trong tâm trạng hòa yến và tiêu giác đến sớm ăn cũng nhanh sau khi ăn xong hòa yến đặt đũa xuống tiêu giác đã ăn xong từ trước chờ nàng rồi nói đi thôi hòa yến gật đầu hai người cùng nhau đi ra ngoài. Đi chưa được bao lâu, đột nhiên có tiếng gọi từ sau lưng. Cô nương dừng bước. Hòa Yến nhìn lại, thấy Hòa Nhị Phu Nhân sách váy chạy chậm về phía mình, phía sau là Hòa Tâm Ảnh với vẻ mặt kinh ngạc, dường như không ngờ mẹ mình lại làm vậy. Hòa Nhị Phu Nhân thân thể không tốt, chạy vài bước đã thở dốc. Hành động này của bà trong số các phu nhân quan lại có phần thất lễ, nhưng bà không để ý, vẫn tiến tới. Tiêu giác nhíu mày. Ai đó? Ta là Kinh Thành Hòa Gia Nhị Phòng Phu Nhân. Hòa Nhị Phu Nhân liếc nhìn tiêu giác, nam từ trẻ tuổi với vẻ mặt lạnh lùng, khiến bà có chút khiếp đảm. Tuy vậy, bà vẫn thẳng thắn nhìn chằm chằm Hòa Yến, không rời mắt. Hòa Yến gật đầu mỉm cười. Hòa Nhị Phu Nhân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hòa Tâm Ảnh cũng chạy tới, âm thầm kéo tay áo Hòa Nhị Phu Nhân, trong mắt có chút oán trách. Khi Hòa Yến vừa đi, họ còn chưa ăn xong hòa tâm ảnh đang định nói với hòa nhị phu nhân về hai người này thì thấy hòa nhị phu nhân đột nhiên quyết tâm đứng dậy đuổi theo mọi chuyện diễn ra quá nhanh nàng không kịp ngăn cản nhưng hòa tâm ảnh biết rõ không nên trêu chọc vị đô đốc này trong quan gia sóc kinh ai cũng biết tiêu hoài cần không dễ chọc nếu bị truy cứu đừng để hòa gia gặp thêm phiền phức phu nhân có chuyện gì hòa yến hỏi lịch sự hòa nhị phu nhân nhìn nàng như thể xuyên qua nàng để nhìn một người khác giọng nhẹ nhàng, như sợ làm phiền cô nương trước mặt, lại như đang dỗ dành đứa con ba tuổi của mình. Ngươi, tên Hòa Yến. Hòa Yến nhìn về phía người phụ nữ trước mặt. Trong trí nhớ của nàng, Hòa Nhị Phu Nhân còn rất trẻ, khác biệt hoàn toàn với sự cẩn thận và nghiêm khắc của Hòa Đại Phu Nhân. Hòa Nhị Phu Nhân có gương mặt nhu hòa, tính tình rất tốt. Nàng cũng từng thấy em gái mình, hòa tâm ảnh, làm vỡ một bình hoa quý. Hòa nhị phu nhân không những không tức giận, còn ôm hòa tâm ảnh vào lòng, kiểm tra tay nàng có bị mảnh vỡ cắt chúng không. Hỏa Yến khi đó rất hâm mộ, cảm thấy mẹ ruột mình thật sự tốt hơn. Mẫu thân. Sau này, khi nàng trở về phủ sau chiến tranh và trở lại làm. Hòa Yến. Hòa nhị phu nhân cũng đã đến thăm vài lần. Nhưng khoảng cách tuổi tác và sự xa cách khiến họ dù ngồi chung phòng cũng cảm thấy xấu hổ và xa lạ. Nhưng vào ngày nàng thành thân, hòa nhị phu nhân muốn đến tiễn nàng. Khi hòa yến ngồi trong phòng, hòa nhị phu nhân giúp nàng đắp khăn cô dâu và nói một câu bà nắm tay hòa yến chậm rãi nói a à, hòa về sau con phải sống thật tốt một câu nói khiến hốc mắt hòa yến dưới khăn cô dâu ướt đẫm đáng tiếc ngay cả nguyện vọng đơn giản sống thật tốt này nàng cuối cùng cũng không đạt được dù là khi nàng bị mù mắt ở hứa ra hòa nhị phu nhân cũng vì phát bệnh mà không đến thăm một lần người phụ nữ trước mặt đã già đi rất nhiều không còn trẻ như trong trí nhớ hòa yến thậm chí thấy được tóc mai của bà đã điểm bạc bà đã già hòa tâm ảnh nhìn tiêu giác trong lòng khẩn trương vội giải thích với hòa yến xin lỗi hòa cô nương vì ngươi và tỷ tỷ ta cùng tên nên mẹ ta nàng không biết phải nói tiếp thế nào muốn nói hòa yến trùng tên trùng họ với người đã chết nhưng sợ vị nữ hầu này sẽ cảm thấy không may mắn sinh lòng không vui hòa nhị phu nhân nhìn hòa yến run rẩy hỏi Hòa cô nương, vì sao ngươi tên Hòa Yến? Câu hỏi này thực sự không đầu không đuôi, Hòa Yến nhìn chằm chằm bà, sau một lúc lâu, không để ý cười một tiếng, nhẹ nhàng đáp. Ai biết được, nữ tử tầm thường nào chẳng lấy tên Yến, thiên hà Thái Bình, có lẽ cha mẹ ta khi sinh ra đã biết ta sẽ lên chiến trường bảo vệ bách tính, nên đặt tên cũng khác biệt một chút. Lời này của nàng mang chút ý tự diễu. Thiên hà Thái Bình, nghe tự nhiên là thỉnh thế thanh minh, nhưng chính nàng lên chiến trường, người thân máu mủ không những không đau lòng, ngược lại còn muốn tranh thủ lợi dụng giá trị cuối cùng của nàng, khiến người thất vọng đau khổ. Hỏa Yến vốn cho rằng, khát vọng thân tình của nàng đã bị dập tắt từ khi rất nhỏ. Đã không có hy vọng, thất vọng cũng không quá khổ sở. Bây giờ nàng ở một hòa gia khác, nhận được sự ôn nhu chưa từng có, khi gặp lại hòa nhị phu nhân, những oán trách và ủy khuất bị chôn giấu trong lòng đều trỗi dậy. Dứt lời, hòa tâm ảnh không cảm thấy có gì, nhưng hoài nhị phu nhân thì sắc mặt thay đổi, huyết sắc trên mặt chỉ trong chốc lát biến mất, cơ hồ muốn ngã gục. hòa yến gật đầu với các nàng, nếu không có chuyện gì chúng ta xin đi trước. nàng nhẹ nhàng kéo góc áo tiêu giác, tiếp tục đi về phía trước. sau lưng hòa tâm ảnh đợi hai người kia đi đủ xa mới nhỏ giọng oán trách, mẹ chuyện gì vậy? tự nhiên lao ra làm con giận mình. mẹ cũng biết tiêu đô đốc là người như thế nào, may mà họ không so đo, nếu tức giận đại ca và phu quân cũng chưa chắc giải quyết được. Mẹ, mẹ. Hòa tâm ảnh đột nhiên im lặng, vì thấy trước mặt mẹ, trong mắt tuôn ra một giọt nước mắt lớn, nước mắt lăn qua khoe mắt đã có nếp nhăn, như giọt sương lạnh đêm khuya, mang theo nỗi buồn tan vỡ. Hòa tâm ảnh biết rõ, hòa nhị phu nhân đang nghĩ đến người tỷ quá cố. Sau khi hòa yến chết, sức khỏe của mẹ vẫn không tốt, đại phu luôn nói điều dưỡng sẽ ổn, nhưng hòa tâm ảnh biết rõ, đó là tâm bệnh mẹ luôn nhớ tới cái chết của tỷ, nên mới như vậy. Chỉ là, nàng cũng có điều không hiểu, nàng luôn nghĩ mẹ đối với tỷ rất nhạt nhẽo, có thể vì Hòa Yến luôn ở trang tử dưỡng bệnh, chưa từng thân cận với mẹ, nên thời gian dài, khó mà có tình cảm giống như mình. Nhưng sau khi Hòa Yến chết, mẹ cực kỳ đau buồn, nàng mới hiểu mẹ không phải vô tình. Nhưng nếu vậy, tại sao trước đây lại đối xử xa cách và nhạt nhẽo với nàng? Còn cha mình, Hòa Nguyên Lượng, luôn đối xử tốt với mọi người lúc nào cũng cười tùm tìm nhưng khi hỏa yến chết ông không biểu hiện đau buồn nhiều như vậy tóm lại hỏa yến ở hòa gia dường như là một sự tồn tại kỳ diệu mà cái chết của nàng khiến những chuyện bình thường trông có vẻ quái lạ nàng đầy bụng nghi vấn nhưng không ai có thể giải đáp cho nàng không ai sẽ giải đáp cho nàng hòa tâm ảnh nắm tay hòa nhị phu nhân cuối cùng không nói gì cầm khăn lau đi nước mắt trên khóe mắt mẹ nói khẽ. Mẹ, Kỳ chúng quả. ta về thôi. Khi xuống núi, Hỏa Yến trầm ngâm hơn so với lúc đến. Tiêu giác hỏi. Ngươi vẫn đang nghĩ về chuyện vừa rồi sao? Hỏa Yến sợ bị hắn phát hiện sự thật, bèn bịa chuyện. Chỉ là nghe vị tiểu thư kia nói chuyện, ta thấy có chút buồn bã thôi. Tiêu giác dừng lại một lúc rồi nói nhẹ nhàng. Đừng lo, ngươi sẽ không trở thành như hứa đại nái nái trước đây. Hỏa Yến cúi đầu cười, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Trước đây, nàng đã từng chết một lần nhưng hôm nay gặp lại hòa nhị phu nhân nàng nhận ra mẫu thân không hoàn toàn thờ ơ với mình nhưng nếu mẫu thân thực sự thương yêu nàng tại sao khi nàng còn là hòa yến hòa nhị phu nhân lại xa lánh nàng và khi hòa ra cùng hứa ra mưu hại nàng khiến nàng phải chết chìm hòa nhị phu nhân có biết sự thật hay không hòa yến hy vọng mẫu thân hoàn toàn không biết gì bởi vì người không biết thì không có tội nếu thật sự hòa nhị phu nhân không biết chuyện năm đó nàng và hòa như phi đổi thân phận thì việc này cũng không có tội nhưng hòa nhị phu nhân rõ ràng biết vẫn đẩy con gái ruột của mình ra ngoài gần trong gang tấc mà không thể gọi một tiếng mẹ hòa yến nhắm mắt lại dù sao vài ngày nữa nàng cũng nên đến hứa ra một chuyến không biết phúc vượng đã tìm ra manh mối gì sau cung yến hòa như phi và hứa chi hằng chắc chắn nghi ngờ nàng nàng cần đến đó sớm hòa tâm ảnh trước cùng thị vệ và hạ nhân đưa hòa nhị phu nhân về quý phủ rồi mới quay về hứa ra hứa chi hằng đang ở thư phòng hôm nay hắn không lên chiều không biết có chuyện gì xảy ra từ ngày trở về từ tiệc ăn mừng hứa chi hằng rất ít ra ngoài người ngoài nói hắn bệnh nhưng hòa tâm ảnh biết rõ hứa chi hằng vẫn khỏe mạnh nói là bệnh nhưng có vẻ hắn đang có tâm sự đôi khi hòa tâm ảnh nói chuyện với hắn đều cảm nhận rõ ràng hứa chi hằng không quan tâm Hòa Tâm Ảnh giả vờ như không biết gì, một người phụ nữ thông minh nên biết cách giả vờ vụng về vào đúng lúc, đây là quy tắc mà Hòa Tâm Ảnh học được từ hậu viện của Hòa gia. Nhưng dù có giả vờ ngốc nghếch đến đâu, trong lòng vẫn phải biết phân biệt, không thể giả vờ mãi mà trở thành ngốc thật. Đêm đó, khi Hòa Yến còn sống và lục lọi đồ của Hứa Chi Hằng trong phòng, mọi thứ trông khác hẳn so với thường ngày, khiến Hòa Tâm Ảnh càng thêm nghi ngờ. Khi nàng đến Hứa gia, mang theo thị nữ của hồi môn. Giờ đây, nàng không dám tin tưởng người của hứa gia chỉ dám dùng người bên mình nàng muốn điều tra một số thứ nếu những thứ này không liên quan đến nàng hòa tâm ảnh đương nhiên không quan tâm nhưng nhiều sự việc cho thấy cái chết của hòa yến trước đây không hề đơn giản hứa chi hằng quay lạ mẫu thân gặp vũ an hầu trùng tên trùng họ ở ngọc hoa tự hôm nay cũng hoảng hốt nếu có gì uẩn khúc trong chuyện của hòa yến làm sao biết nàng sẽ không trở thành người kế tiếp tại hòa gia nữ tử không có địa vị dù là con gái dòng chính của Hòa đại phu nhân, hôn nhân của nàng cũng bị sắp đặt từ sớm, chỉ để tạo thuận lợi cho con đường sự nghiệp của nam giới. Việc gả cho người là ai, tốt xấu ra sao, không quá quan trọng, tất cả đều vì lợi ích. Đây cũng là lý do tại sao khi Hòa Yến kết hôn với Hứa Chi Hằng, nữ nhi của Hòa gia rất đố kỵ với nàng, vì hôn nhân này được coi là lựa chọn tốt nhất mà Hòa gia có thể dành cho nàng. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ trong đó cũng có uẩn khúc. Tiểu Liễu nàng ra lệnh cho thị nữ thân cận. Mấy ngày nay, người lặng lẽ nghe ngóng trong phủ, xem lúc trước khi tỷ tỷ ta, Hòa Yến, còn sống đã xảy ra chuyện gì với di nương họ hạ kia, và vì sao hạ di nương lại bị đuổi đi. Đại nái nãi muốn nghe ngóng chuyện này làm gì? Tiểu liễu thắc mắc hỏi. Ta có lý do của mình. Hòa tâm ảnh không muốn nói nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ, việc này phải bí mật, tuyệt đối không để người ngoài biết, tiền bạc phải hào phóng, và tốt nhất đừng nhắc đến tỷ tỷ ta, hãy bắt đầu từ chỗ hạ di nương cứ như vậy nếu sợ ý bị người của hứa ra phát hiện nàng có thể nói là vì ghen tuông muốn biết di nương kia làm sao có được sự sủng ái của hứa chi hằng và không bại lộ rằng nàng đang bí mật điều tra nguyên nhân cái chết của hỏa yến từ trên xuống dưới nhà họ hứa không ai chủ động nhắc tới hỏa yến càng tránh né chuyện của hỏa yến nhất định có điều gì khuất tất hòa tâm ảnh nhìn ra ngoài ánh nắng tươi đẹp bỗng cảm thấy viện tử rộng lớn sáng sủa của hứa ra lúc này trở nên u ám đáng sợ. Nhưng dù sao vì bản thân, nàng cũng không thể sống một cách mơ hồ như vậy. Sau khi bái Phật xong, Hỏa Yến và Tiêu Giác không về phủ ngay, mà đi một chuyến đến doanh trại của Lương Châu vệ ngoài thành. Các binh lính ở Nam Phủ còn khá rụt rè, có lẽ do Điền Lãng không cho phép họ bàn luận về chuyện riêng của thượng cấp. Trầm hãn ở Lương Châu vệ không quản được việc này. Trước đây, Hỏa Yến cùng các binh sĩ ăn ngủ cùng nhau, Sớm đã kết thân. Bây giờ chợt thấy huynh đệ Văn biến thành nữ lang, còn là vị hôn thê của cấp trên. Dù sao, ngoài việc luyện binh, họ chỉ bàn tán về chuyện này. Khi Hỏa Yến và Tiêu Giác đến, họ vẫn đang luyện binh. Hỏa Yến suy nghĩ rồi nói với Tiêu Giác: "Đồ đốc, nếu ngài không phiền thì hãy ở ngoài với trầm giáo đầu và những người khác. Nếu ngài vào, dù họ có muốn hỏi cũng không dám." Tiêu Giác nhướng mày: "Được, rồi tự mình đi tìm Điền Lãng." Từ khi hồi kinh, hắn bận rộn với chuyện của từ gia, cũng để cho từ kính phủ buông lỏng cảnh giác, nên ít khi đến đây, mỗi lần đến chỉ dừng lại chốc lát rồi vội vàng rời đi. Sau khi tiêu giác rời đi, Hỏa Yến ngồi chờ bên ngoài khu đất trống nơi họ luyện binh. Không bao lâu, luyện binh kết thúc, các binh sĩ top 5 top 3 cùng đi ăn cơm, có người nhìn thấy Hỏa Yến ngồi ở mép đất trống. Hôm nay Hỏa Yến mặc nữ trang, họ nhất thời không nhận ra, một binh sĩ thân thiện tiến lại hỏi thăm. Vị cô nương này, ngài tìm ai sao? Hỏa Yến nhìn hắn, đứng lên phủi bụi đất trên người, cười nói. Mới xa nhau một lúc mà không nhận ra ta sao? Người lính mới vẫn ngơ ngác nhìn nàng, cảm thấy quen mặt nhưng không nhớ ra. Hỏa Yến nhắc. Ta, Lương Châu vẻ đệ nhất. Lập tức, người lính này kích động, nuốt nước miếng, rồi hét lên. Các huynh đệ, Hỏa Yến, Hỏa Yến đến rồi. Tiếng hét lớn khiến Hỏa Yến không chịu được, phải móc tai, ngay sau đó, một đám người như người thấy mùi tanh mèo lập tức xông tới miệng la làm sao ở đâu cho ta xem một chút cho ta xem một chút hỏa yến ngay lập tức bị đám người bao vây dù hỏa yến đang mặc trang phục nữ đám binh sĩ vẫn giật mình nhận ra nàng thật sự là nữ các tân binh ở lương châu vệ không còn như thường ngày trèo vai nàng làm quen mặt họ thậm chí có vẻ ngượng ngùng có người còn đỏ mặt không dám nhìn hỏa yến chỉ nhìn xuống đất và nhỏ giọng hỏi cái, hòa huynh, hòa cô nương, sao ngươi lại là nữ tử? Hòa yến chắp tay xin lỗi đám người, giọng trong sáng. Lúc ấy thực sự có nỗi khổ tâm, đánh bậy đánh bạ mà nhập ngũ, ta không cố ý lừa gạt các vị. Bây giờ chân tướng rõ ràng, nghĩ rằng nên đến xin lỗi các ngươi. Dù ta là nữ tử, nhưng mọi người vẫn là huynh đệ. Nghe lời này với giọng điệu quen thuộc, đám người vừa rồi câu nệ giờ mới bớt căng thẳng. Chỉ nghe trong đám người có tiếng nói. Đều tránh ra cho ta, nàng đang ở đâu?" Hỏa Yến nhìn lên, thấy Vương Bá và một đoàn người đang tách đám đông đi về phía nàng. Khi ở Lương Châu vệ, họ có quan hệ tốt nhất với Hỏa Yến, nhưng dù tốt như vậy, họ vẫn không phát hiện thân phận khác thường của nàng. Vì vậy, sự chấn động với họ là lớn nhất, Vương Bá tức giận nhất, gọi một cô nương là "Lão đại", suốt một năm nửa năm vì chuyện này, mấy ngày nay hắn trở thành trò cười của Lương Châu vệ ai cũng lấy chuyện này ra trêu ghẹo hắn không ngờ hôm nay hỏa yến lại tự mình đến hắn không thể không đòi lại công bằng đang nghĩ ngợi vương bá chạy tới trước mặt hỏa yến nhưng khi muốn mở miệng lại không nói được lời nào đối diện với một tiểu cô nương mịn màng yểu điệu cười duyên nhìn mình chỉ sợ người sắt đá cũng không tiện mắng chửi hỏa yến thấy vương bá trước mặt to lớn kìm nén không nói được lời nào nhưng tiểu mạch chen vào hắn nhỏ tuổi nhiệt tình sau khi kinh ngạc liền cao hứng. Lúc này nhìn thấy Hòa Yến, hắn kinh hỉ. A à, Hòa ca, không ngờ ngươi lại xinh đẹp như vậy. Ngươi thật lợi hại, kêu cái gì a à, Hòa ca? Hồng Sơn đập một cái vào đầu hắn. Gọi Hòa cô nương, hắn cũng có chút lúng túng, vì trước đây họ còn ngủ chung một giường. Hòa huynh, sao ngươi lại là nữ tử? Giang giao cũng khó mà tiếp nhận, hắn luôn cực kỳ kính trọng Hòa Yến, vì nàng bằng tuổi với hắn, nhưng luôn cẩn thận chỉ điểm võ thuật cho hắn có một bản thân như vậy, hắn tự thấy mình học được nhiều điều. Bây giờ bản thân biến thành. Cô nương. Giang giao không nói ra được cảm giác gì, trước đây còn nghĩ chắc chắn là tin đồn sai lầm, mật thám hiểu lầm gì đó. Nhưng giờ nhìn thấy họ yến duyên dáng yêu kiều đứng trong đám người, hắn biết không thể tự lừa dối nữa. Nàng thật sự là một nữ tử, trong số họ, Hoàng Hùng và Thạch Đầu bình tĩnh nhất. Thạch Đầu vốn không thích biểu hiện cảm xúc trên mặt, còn Hoàng Hùng vì lớn tuổi, từng trải nhiều, việc nữ giả nam trang không còn mới mẻ. Nhưng trước đây có những điều không rõ nay đã có câu trả lời, như tại sao Hòa Yến lại ở một phòng riêng, và tiêu giác lại ở gần nàng, hóa ra vì chiếu cố vị hôn thê. Nhưng vị ngọc diện đô đốc này quả thật như lời đồn bên ngoài, vô tình tàn nhẫn. Rõ ràng là người trong lòng, nhưng khi Hòa Yến mới tới Lương Châu, không có bất cứ yêu ái nào. Họ vẫn chia sẻ giường, mỗi sáng sớm cùng nhau tập luyện theo quy củ, nếu là người khác, chắc đã thương hương tiếc ngọc. Ngươi thật sự muốn lập gia đình với đô đốc sao? Tiểu mạch tò mò hỏi. Sau này có phải sẽ gọi ngươi là tiêu nhị phu nhân? Tiểu mạch nhanh mồm nhanh miệng, muốn nói gì cứ nói thẳng, khiến mặt hỏa yến đỏ lên. Sương hô, tiêu nhị phu nhân, từ miệng người khác nghe thật không tự nhiên, nàng quẫn bách bị các tân binh lương châu vệ nhìn thấy, họ ồn ào. Ai nha, hòa huynh thẹn thùng, không ngờ trong đời mình, còn có thể thấy hòa huynh thẹn thùng, ông trời ơi không uổng công đời này hòa yến đám hán tử nói xong lại gọi hòa huynh có lẽ cảm thấy gọi vậy thuận miệng hồng sơn mắng tiểu mạch các ngươi chú ý chút đừng nói lung tung người ta là cô nương ngươi vui lòng bị nói vậy sao tiểu mạch ôm đầu ấm ức nói cái này có gì mà thẹn thùng xung quanh hán tử vui vẻ chính là hòa huynh tự xưng là lương châu vệ đệ nhất mà cũng không đỏ mặt ý ngươi là gì lương châu vệ đệ nhất cũng là cô nương các ngươi ngay cả tiểu cô nương cũng không sánh bằng, bạch lớn như vậy vóc dáng. Đó là cô nương bình thường sao? Có đúng không, là cô nương được Tiêu Đô đốc mời về làm phu nhân, đó là cô nương bình thường sao? Ngươi có thể đánh bại nàng không? Ta không đánh, ngươi đi mà đánh. Tiếng ồn ào bên ngoài võ trường truyền vào trong phòng nhỏ, Trầm Hãn lau mồ hôi trên trán, Lương Bình Mã Đại Mai và các giáo đầu đứng trong phòng, không dám động đậy. Ai biết Tiêu Giác đột nhiên đến không phải để đòi nợ muộn sao? Nói đến đây, mỗi giáo đầu đều từng Khắc Nghiệt, với Hòa Yến, nhất là Lương Bình, nhưng cũng không dễ nói, ví dụ như trước đây tại Bạch Nguyệt Sơn tắm suối nước nóng, mỗi người ở đây đều có phần. Nhưng nhìn trước mắt, tâm tình Đô Đốc không tệ, không có ý định phạt ai, chỉ ngồi trong phòng, nhìn xuống tình hình thao luyện của các tân binh mấy ngày qua. Tiền cứu trợ đã phát hết cho người ta chưa? Trầm Hãn đáp, "Đã phát hết, còn tới tận nhà thăm viếng." Một số tân binh ở lương châu vệ không thể về sóc kinh cùng nhau, nên từng nhà phải chấn an người nhà. Gần đây không nên buông lỏng việc thao luyện. Tiêu giác nói, các giáo đầu liên tục gật đầu. Qua nửa canh giờ, tính toán thời gian, họ cũng nên đi. Tiêu giác đứng dậy đi ra ngoài, trầm hãn nói. Đô đốc. Tiêu giác quay lại nhìn hắn, trầm hãn cười gượng gạo. À, chúc mừng. Sau khi xem các tân binh, trời đã gần tối, Hỏa Yến và Tiêu giác trở lại thành tiêu giác đưa Hòa yến về hòa ra trước, rồi mới về phủ. Mấy ngày tới ta sẽ rất bận. Không đợi tiêu giác mở miệng, hỏa yến chủ động nói. Còn nhiều việc của Vũ An Hầu Tứ Phong chưa xong, đồ đốc mấy ngày tới không cần phải quan tâm ta. Cần giúp không? Hỏa yến xua tay lia lịa. Không cần, ta một mình là đủ. Chờ tiêu giác đi rồi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian nhẹ nhõm này sắp kết thúc, hỏa yến chỉnh sửa một chút. Không để Hòa Tuy và Hòa Vân sinh nhận ra, bóp mặt mình, nở một nụ cười rồi bước vào đại môn. Bên kia, Tiêu Giác về tới phủ, Tiêu Cảnh và Bạch Mộ Vi không có ở đây, Bạch Quả đang tưới hoa trong sân, thấy Tiêu Giác, gọi giòn tan. "Nhị thiếu gia." Trước đó, tiểu nha đầu được để tiện cho Hỏa Yến ở trong sân, nên cố ý để nàng hầu hạ. Sau khi Hỏa Yến đi, Tiêu Giác bận rộn với chuyện của Từ Kính phủ, cũng quên luôn Bạch Quả. Không ngờ hôm nay nàng vẫn còn trong viện tử này, đã trễ rồi chờ sáng mai sẽ để Bạch Mộ Vi sắp xếp cho nàng đi biệt viện. Hắn không thích viện tử có người khác, tiêu giác vào phòng, Phi Nô đi đánh xe ngựa đi. Mới ngồi trong phòng chưa bao lâu, có người gõ cửa bên ngoài, tiêu giác nói. Vào. Loan ảnh từ bên ngoài đi vào. Hai người trên trang tử thế nào? Tiêu giác hỏi. Đại phu đã xem qua, tính mạng tạm thời không lo. Xích ô còn đang thẩm vấn, hai người này có điều cố kỵ, lời nói có giữ lại, xin thiếu gia cho vài ngày, đợi khi họ chịu nói ra có chứng cứ trình lên từ tương tất không thể vươn mình ba ngày tiêu giác nói nhiều nhất ba ngày nếu ba ngày không có kết quả ta sẽ tự mình thẩm vấn loan ảnh gật đầu một lát sau nói tiếp thiếu gia ngoài ra thuộc hạ hôm nay cha dò xét sự tình còn phát hiện một chuyện nói đi võ tướng hòa gia đang điều tra chúng ta tiêu giác hơi dừng lại ngừng lên nhìn hòa như phi loan ảnh gật đầu nhẹ đúng vậy Hòa Nguyên Thịnh và Hòa Nguyên Lượng trong chiều nhân mạch và thủ đoạn không bằng hắn. Hắn hành động rất bí mật và cẩn thận, chỉ có thể là do nóng nảy nên lộ sơ hở. Trước đây trong phường thì có lời đồn đại, phải chăng hắn đã tra ra mánh khóe? Không, thiếu gia. Loan ảnh nghiêm trọng. Nếu chỉ là lời đồn đại, hắn không cần phải tra nội tình của Hòa cô nương. Tiêu giác ánh mắt đột nhiên sắc bén. Hòa Yến, đúng vậy. Loan ảnh nói. Hắn không chỉ điều tra thiếu gia, mà còn điều tra Hòa cô nương tiêu giác mặt trầm xuống, vì hắn có quan hệ với từ kính phủ, người của từ kính phủ muốn đối phó hắn, nên sẽ đánh vào hỏa yến. Dù hỏa yến không có ra thế bối cảnh, dù có tên tuổi của Vũ An Hầu, nhưng hiện giờ chưa hình thành nhân mạch trong chiều, căn cơ quá yếu, dễ dàng bị nhổ tận gốc. Nhưng nếu hòa như phi muốn đánh vào hỏa yến, thì sai hoàn toàn. Thiếu ra, còn một việc nữa. Loàn ảnh có chút ngập ngừng, không biết nên nói hay không. Hiếm khi thấy nàng như vậy, Tiêu Giác hỏi: "Chuyện gì?" Loan Ảnh suy nghĩ, một lúc sau mới quyết định nói. "Hàn Lâm học sĩ Quý phủ hứa ra cũng đang điều tra Hòa cô nương." "Hứa ra?" Tiêu Giác nhíu mày, nếu nói Hòa Như Phi vì quan hệ với Từ Tính phủ, hoặc vì trước đây hắn làm người trong phường thị truyền bá lời đồn về Tiêu Giác, liên lụy đến Hòa Yến, nhưng Hứa ra không ở trong cuộc, cũng xen vào, thật là có ý sâu xa. "Chỉ điều tra Hòa Yến, chỉ điều tra Hòa Yến, chỉ điều tra Hòa Yến." không liên quan đến Tiêu gia. Vậy vấn đề là, quá khứ Hoài Yến và Hứa gia có liên lụy gì mà khiến người Hứa gia dễ dàng xuất động như vậy? Sau một lúc lâu, Tiêu Giác nói, "Tiếp tục làm việc của ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, theo dõi cả Hứa gia. Có những điều không đúng bị người ta bỏ qua, như hôm nay gặp Hòa nhị phu nhân trong chùa Ngọc Hoa, hành vi cử chỉ của bà ta cũng lộ ra điều kỳ quái." Giữa Hứa gia và Hòa gia, nhất định có điều kỳ quặc bạn đã ghé thăm kênh chương hô lêch châu linh tám thăm dò ban đêm khi tất cả hạ nhân đều ngủ sảnh đường của hòa gia vẫn sáng trương ánh đèn hòa nhị phu nhân đứng trong phòng bên cạnh là nha hoàn thúy nhi người đã theo nàng lên núi hôm nay hòa nguyên lượng và phu nhân hòa nguyên thịnh ngồi hai bên hòa như phi ngồi trên ghế bên cạnh ánh mắt nặng nề nhìn qua hòa nhị phu nhân không biết đang suy nghĩ điều gì nhị thẩm hôm nay tại ngọc hoa tự Rốt cuộc ngươi đã nói gì với Tiêu Hoài Cẩn? Sau một lúc lâu, Hòa Như Phi mới lên tiếng. Bây giờ Tiêu Hoài Cẩn trở về kinh thành, tình thế trong kinh lại trở nên dối ren. Mỗi bước đi lúc này đều rất quan trọng, Tiêu Gia và Hòa Gia chúng ta, không cùng một đường, ta không nói gì cả. Hòa Nhị Phu Nhân nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt bình thản. Chỉ là liếc mắt nhìn vị hôn thê của hắn thôi. Vị hôn thê của Tiêu Giác chính là Hòa Yến cái tên mà cả Hòa Gia Gia đều không muốn nhắc đến vì luôn khiến họ nhớ tới những chuyện không hay. Hòa như phi cười nhạt. Nhị thầm làm gì vậy, đường muội đã qua đời, dù cho là trùng tên trùng họ, ngài sẽ không nghĩ rằng, Hòa Yến này chính là con gái đã chết của ngài chứ. Ta đã nói với ngươi rồi. Hòa Nguyên lượng sớm đã không còn nụ cười thường ngày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đừng nhắc lại Hòa Yến, Hòa Yến đã chết, đã qua, ngươi muốn hại chết cả gia đình chúng ta sao? Thúy Nhi quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng nàng đã sớm bị hòa đại phu nhân mua chuộc thường ngày trong phủ hòa nhị phu nhân mọi cử động đều phải báo cáo với hòa đại phu nhân lần này lên núi cũng vậy nàng không thể theo hòa nhị phu nhân ăn chay chỉ từ xa nhìn thấy hòa nhị phu nhân nói chuyện với tiêu giác khi trở về phủ nàng liền vội vã báo cáo việc này cho hòa đại phu nhân mong được thưởng thế nhưng bây giờ thúy nhi hối hận những người trong hòa ra nói những bí mật này không tránh nàng không phải vì họ tin tưởng nàng mà vì một khi đã chết dù biết bí mật cũng vô dụng nàng hoàn toàn không có cơ hội tiết lộ bí mật nàng đã chết hòa nhị phu nhân nhìn hắn trong ánh mắt đờ đẫn bỗng lóe lên tia giận dữ nàng không hại hòa gia chính hòa gia đã hại nàng ngươi có ý gì sắc mặt hòa đại phu nhân lạnh đi giọng đầy bất mãn ngươi bây giờ đang oán hận chúng ta sao lúc trước khi đưa ra quyết định ngươi cũng biết mà hơn nữa điều này cũng là vì toàn bộ hòa gia vì toàn bộ hòa gia là sao hòa nhị phu nhân cười lạnh lúc trước khi quyết định ta có quyền lựa chọn sao nàng không phải chết vì toàn bộ hòa gia mà là vì lòng tham của các ngươi mà chết các ngươi hại chết con gái ta nhưng không một chút áy náy hay hối hận nàng đã chết ta chỉ muốn nhìn thấy con gái ta một lần nữa dù là trùng tên trùng họ dù biết rõ không thể ta vẫn muốn nhìn thấy con gái ta nói đến cuối cùng giọng nói trở nên cuồng loạn. Nhị đệ. Hòa Nguyên Thịnh khẽ nhíu mày. Ngày thường ngươi quản giáo phu nhân mình như vậy sao? Hòa Nguyên Lượng tức giận nói. Nàng là đồ điên, ta đã nói rồi, giữ lại nàng chỉ gây họa thôi. Các ngươi giết ta đi. Hòa nhị phu nhân cười thảm một tiếng, trong mắt đầy tuyệt vọng điên cuồng. Giết ta đi, để không phải lo lắng bí mật bị lộ, giết ta, ta có thể xuống dưới đoàn tụ với con gái ta. Ta muốn nhìn xem, các người trộm vận mệnh của người khác, trộm được vinh hoa phú quý có thể kéo dài bao lâu. Dù là ma, ta cũng muốn nguyền rủa các ngươi, mọi mong muốn của các ngươi đều thất bại, các ngươi sẽ không được chết tử tế. Những lời này vang lên trong đêm, nghe thật quỷ dị, Hòa Nguyên Lượng tức giận nói. Điên rồi, tất cả đều điên. Hòa Như Phi ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói. Nhị thẩm đừng nói như vậy, dù xuống dưới, đường muội chưa chắc đã muốn đoàn tụ với ngươi dù sao lúc trước, người đẩy nàng vào con đường đó cũng có phần của ngươi ngươi không có tư cách làm mẫu thân của nàng dù xuống dưới nàng cũng sẽ oán hận ngươi hòa nhị phu nhân nghe hắn nói ngẩn ngơ một lát sau nước mắt tuôn trào thống khổ nghẹn ngào nhị thẩm đừng luôn miệng nói chết sống nữa chẳng lẽ ngươi quên ngươi chết nhị muội muội sẽ đau khổ thế nào hòa nhị phu nhân ngừng khóc ngay lập tức tâm ảnh tâm ảnh nàng không biết gì cả ta đương nhiên biết nhị muội muội không biết gì cả Hòa Như Phi cười mà không bình luận. Nếu không, nàng đã không sống đến bây giờ và còn gả cho hứa chi hằng. Nhị thầm không muốn nói cũng không sao, các người nói gì, ngày mai ta sẽ đi hứa ra, nhị muội muội cũng sẽ nói hết cho ta. Hòa Như Phi vứt ve chiếc nhẫn trên tay. Nhưng nhị thầm phải biết, Hòa Yến đã chết, nhưng người không chỉ có một người con gái, nếu người muốn hại chết thêm một người con gái khác, thì cứ làm gì thì làm. Ta sẽ không, sẽ không nói cho ai. Hòa nhị phu nhân quỳ xuống, bò đến trước mặt Hòa như phi. Ngươi đừng tổn thương tâm ảnh, nàng không biết gì cả. Hòa như phi đỡ nàng dậy, cười nói. Tâm ảnh biết điều và hiểu chuyện như vậy, ta sao có thể tổn thương nàng. Nhị Thẩm không cần lo lắng, chỉ là ta thấy bệnh tình của nhị Thẩm ngày càng nghiêm trọng, thực sự không thích hợp ra ngoài. Vậy nên hãy tuyên bố bệnh nặng không thể xuống giường, và tìm đại phu đến trị liệu. Hắn có vẻ thương hại. Nhị Thẩm hãy chữa bệnh tốt, đợi một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ qua đi, không sao đâu. Người đâu? Hắn ra lệnh cho thị vệ bên ngoài tiến vào. Đưa nhị phu nhân đến viện, từ hôm nay tĩnh dưỡng, không gặp ai. Hòa nhị phu nhân bị kéo ra khỏi sảnh, việc tranh chấp với hòa như phi đã làm nàng kiệt sức. Những người khác trong phòng không ai lên tiếng, đợi sau khi hòa nhị phu nhân đi, hòa nguyên thịnh mới cau mày nói. Như vậy thật tốt sao? Ta cuối cùng cảm thấy, giữ lại nàng sớm muộn sẽ gây chuyện. Hòa Như Phi nhìn thoáng qua Hòa Nguyên Thịnh, trong mắt lóe lên chút khinh miệt. Nam nhân này trên con đường làm quan không có tài năng gì, chỉ dựa vào mối quan hệ của Hòa Nguyên Thịnh để leo lên chức quan. Dù là như vậy, khắc sâu trong xương cốt vẫn là nhu nhược và ích kỷ. Đối với thê nữ, chỉ cần dính đến lợi ích của hắn, liền có thể lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng lại không muốn làm người đưa ra quyết định cuối cùng. So ra, Hòa Nguyên Thịnh còn quyết đoán hơn hắn nhiều. Nhị thuốc không cần lo lắng. Hòa Như Phi cười nhạt. Có tâm ảnh ở đây, nhị thẩm sẽ biết điều. Hơn nữa bây giờ nếu nhị thẩm xảy ra chuyện, sẽ càng làm người ta nghi ngờ. Trước mắt, Hòa Gia vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu không phải vậy. Hòa Đại Phu Nhân lo lắng hỏi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu Tiêu Hoài cần hiểu biết được điều gì, tất cả những gì chúng ta đã làm chẳng phải đều thất bại trong gang tất sao? Khi Hòa Yến còn sống, các công việc lớn nhỏ trong Hòa Gia, Hòa Như Phi vẫn thương lượng cùng Hòa Nguyên Thịnh và Phu Nhân. Nhưng từ khi Hòa Yến chết, Hòa Gia đã hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Hòa Như Phi. Trong mắt người Hòa Gia, nguy hiểm lớn nhất đã biến mất theo cái chết của Hòa Yến, và tương lai chỉ có vô số vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ, với sự tham gia của Tiêu Hoài Cần, tình thế đã thay đổi, sự an toàn kia bây giờ nhìn cũng có rất nhiều lỗ hồng, không thể hoàn toàn yên tâm. Ngày mai ta sẽ đi hứa ra một chuyến. Hòa Như Phi nheo mắt, nhị thẩm nhiều năm như vậy đều giữ bí mật lại có nhị muội muội bên cạnh ta nghĩ dù có gặp tiêu hoài cẩn cũng sẽ không nói quá nhiều so ra ta lo lắng hơn là hứa chi hằng hứa chi hằng hòa nguyên thịnh hỏi hắn làm sao tiểu nhân phế vật nhát như chuột không có tác dụng lớn hòa như phi khinh thường nói về hứa chi hằng người này ngoài miệng luôn luôn nói phong quang nhưng chỉ cần gặp chuyện là lập tức sợ đầu sợ đuôi ngày đó tại công yến chỉ thấy người trùng tên trùng họ liền sợ hãi gần như lộ tẩy. Không nghĩ rằng người đã chết làm sao có thể sống lại, rõ ràng có người bày mưu để họ tự loạn trận cước. Hắn có thể bình tĩnh, nhưng Hứa Chi Hằng chưa chắc. Nếu Hứa Chi Hằng không chịu nổi áp lực, làm ra sai lầm gì đó, hắn gặp chuyện nhỏ thôi, nhưng với tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ nói hết bí mật mà hắn biết, liên lụy đến toàn bộ hòa gia. Nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, Hòa Như Phi càng muốn diệt khẩu Hứa Chi Hằng hơn là Hòa Nhị phu nhân bởi vì từ một mức độ nào đó hứa chi hằng biết rõ bí mật không cần hòa nhị phu nhân để trấn an lòng quân hắn cũng cần phải gặp hứa chi hằng một lần cứ như vậy đi hòa như phi đứng dậy vuốt chán những ngày này tình huống xảy ra quá nhiều hắn cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng khi đi đến bên cạnh thúy nhi hắn cúi đầu nhìn thấy nhà đầu kia quỳ rất thấp thân thể run rẩy lộ ra chiếc cổ trắng yếu ớt nhà đầu này làm sao bây giờ hòa nguyên lượng hỏi hòa như phi thương hại nhìn thoáng qua thúy nhi ngay sau đó không biểu cảm vượt qua nàng nói giết đi trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của nữ tử ngày hôm sau hòa yến đến hứa ra khi nàng đến nhắc đến cũng thật trùng hợp vừa gặp chiếc xe ngựa của hòa gia đang dừng lại trước cửa phủ hòa như phi bước xuống từ xe ngựa hạ nhân hứa phù quen thuộc đón hắn vào trong hòa yến đứng ở góc đường hơn nửa người núp trong bóng tối Mắt cúi xuống che giấu nụ cười chế giễu. Trong mắt người ngoài, Hòa Như Phi đại khái là đến thăm muội muội mình, nhưng chỉ có Hòa Yến biết rõ, hôm qua vừa gặp Hòa Tâm Hành tại Ngọc Hoa tự, hôm nay Hòa Như Phi liền vội vàng chạy đến, chỉ sợ việc thăm người là nhỏ, cha hỏi chuyện lớn. Nàng cũng hiểu rõ một điều, bên cạnh Hòa Nhị phu nhân có nhãn tuyến của Hòa gia, 89 phần 10 bây giờ đã không được tự do. Nàng xuất hiện, nhiều ít vẫn khiến Hòa Như Phi lo lắng đợi ở đây cũng không có ý nghĩa gì nàng quay người hướng về quán trà đã hẹn với phúc vượng trong hòa ra khi thấy hòa như phi hứa chi hằng như nhìn thấy cứu tinh kéo hắn vào thư phòng đóng cửa lại rồi vội vã hỏi thế nào ngươi đã thăm dò được gì về nữ tử gọi là hòa yến đó chưa rốt cuộc nàng là ai vì sao đến hòa như phi khinh miệt nhìn hắn không gặp vài ngày ngươi chắc hẳn sợ đến mức không dám ra khỏi cửa ngươi không biết không biết Hứa Chi Hằng đau đầu. Ngươi chưa từng nói chuyện với Vũ An Hầu ngày đó, nàng thần thái và động tác cực kỳ giống Hoa Yến, hơn nữa ánh mắt nàng, ta cảm thấy không đơn giản. Dù trên đời không có chuyện người chết sống lại, nàng nhất định biết chút ít gì đó. Nàng đến là nhằm vào chúng ta. Hòa Như Phi ngồi xuống ghế trong phòng, bình thản nói. Dù nàng nhằm vào chúng ta, cũng không khó giải quyết. Ý ngươi là gì? Hứa Chi Hằng hỏi. Ngươi không nghi ngờ nàng có thật là Hòa Yến hay không sao? Hòa Như Phi nói. Vậy thì giết nàng một lần nữa, bất kể nàng có phải thật hay không, chỉ cần nàng chết rồi là xong. Sao có thể được? Hứa Chi Hằng hoảng hốt. Nàng bây giờ là vị hôn thê của Tiêu Hoài Cẩn, chúng ta làm sao dám động vào người của Tiêu Hoài Cẩn? Hứa Chi Hằng không cùng tuyến với Từ Tương, đối với Hứa Gia mà nói, tất nhiên là có thể không đụng độ với Tiêu Giác thì không đụng độ. Hòa Như Phi không thể nói cho Hứa Chi Hằng rằng Tiêu Giác vì quan hệ với Từ Tương đã theo dõi Hòa ra. Nếu không với loại nhát như chuột như hứa chi hằng, nói không chừng sẽ còn mật báo cho Tiêu Giác để tìm chút hy vọng sống. Hòa Như Phi nói: "Ta đã điều tra, Hòa gia ở Sóc Kinh từng có một mối thù. Mặc dù việc này đã qua, hiện tại vì quan hệ với Tiêu Hoài cần nên không ai nhắc tới, nhưng đối phương chết một đứa con trai, chưa chắc trong lòng không oán hận. Ta suy đoán cái chết của Phạm gia thiếu gia có liên quan đến Hòa Yến. Nếu có người giết Hòa Yến." Hắn mỉm cười người nhà họ phạm trả thù thật là một lý do thuận tự nhiên hứa chi hằng nghe vậy có chút động lòng nhưng vẫn lo lắng ngươi làm như thế chưa chắc tiêu hoài cần sẽ không điều tra ra đây là phong vân tướng quân ta cũng là phi hồng tướng quân hòa như phi đột nhiên quát hứa chi hằng giật mình nhưng thấy ánh mắt nam nhân trước mặt âm trầm không tưởng dường như câu nói vừa rồi của hắn chạm đến nỗi đau của hòa như phi hắn kịp phản ứng ta không có ý đó thôi Hòa Như Phi không kiên nhẫn khoát tay. Việc này ta sẽ an bài tốt, ngươi biết là được rồi, trong lúc này đừng làm chuyện ngu xuẩn thêm phiền phức. Ta hôm nay không chỉ đến vì ngươi, tâm ảnh đâu. Ngươi tìm phu nhân làm gì? Hôm qua nàng và mẫu thân lên núi bái Phật, trên đường gặp Tiêu Hoài Cẩn và Hòa Yến, không biết đã nói gì. Hòa Như Phi nói, nghe vậy, hứa chi hằng tức khác lo lắng. Ta sẽ ngay lập tức tìm nàng. Hòa tâm ảnh đang ở trong sân phơi thư, biết rõ Hòa Như Phi đã đến, nhưng khi được gọi đến, trong lòng nàng không phải vui mừng mà là lo lắng. Tiểu Liễu hỏi nàng: "Phu nhân, sao sắc mặt ngài không tốt lắm?" Hòa Tâm Ảnh lấy gương ra xem, thấy môi mình trắng bệch, liền gọi Tiểu Liễu lấy son môi, tô đậm, hít một hơi thật sâu, thay đổi khuôn mặt tươi cười, rồi đi đến thư phòng của Hứa Chi Hằng. Đến thư phòng, Hòa Tâm Ảnh gọi: "Phu quân, đại ca." Hứa Chi Hằng gọi nàng ngồi xuống. "Đại ca hôm nay đi ngang qua phủ, tiện ghé thăm người một chút." Hứa Chi Hằng cười nói. Đại ca cực kỳ quan tâm ngươi. Hòa tâm ảnh nhu thuận cảm tạ. Ta nghe nói hôm qua ngươi và nhị thẩm lên ngọc hoa tự bái Phật. Hòa như phi nhìn hòa tâm ảnh, mỉm cười nói. Nhị thẩm gần đây sức khỏe không tốt, bái Phật cũng có ích. Hòa tâm ảnh gật đầu. Vâng, ta thấy mẫu thân khí sắc không tốt, trong lòng cũng rất lo lắng. Phụ thân đã mời danh y vào phủ điều dưỡng cho nhị thẩm, ngươi không cần quá lo lắng. Hòa như phi trần an, ngay sau đó, Hắn chuyển lời, dường như vô tình hỏi: Nghe nói hôm qua hai người các ngươi trong chùa còn gặp Phong Vân tướng quân và vị hôn thê của hắn. Hòa Tâm Ảnh trong lòng căng thẳng, nhưng mặt vẫn không biểu lộ gì, chỉ lộ ra vẻ giật mình. Không ngờ đại ca cũng nghe nói, ta và mẫu thân lúc đó thấy hai người bọn họ cũng rất kỳ lạ, không ngờ Phong Vân tướng quân là người lạnh lùng như vậy, lại tin Phật. Tin Phật không liên quan đến điều đó. Hòa Như Phi nâng chén trà nhấp một miếng, cười nói: các ngươi nói gì? Hắn không hỏi. Các ngươi có nói chuyện không? Mà hỏi. Các ngươi nói gì? Dường như mọi cử động của bọn họ trong chùa đã bị người biết. Hòa tâm ảnh càng lo lắng hơn, không biết đêm qua mẫu thân trở lại hòa ra đã gặp gì, nhìn dáng vẻ hòa như phi, dường như biết hết mọi chuyện. Nhưng hòa tâm ảnh không phải hoàn toàn vụng về, nghe vậy liền thở dài, lộ vẻ thương tâm. Đại ca cũng biết, sau khi tỷ tỷ chết, mẫu thân dù ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng rất đau khổ. Nghe nói vị hôn thê của tiêu đô đốc trùng tên trùng họ với tỷ tỷ, nên muốn đi xem. Mẫu thân chỉ hỏi một câu, người tên Hòa Yến, ta sợ đắc tội tiêu đô đốc, liền không đợi nàng nói tiếp, cùng tiêu đô đốc và Hòa cô nương chịu nhận lỗi, kéo mẫu thân đi. Nghe vậy, Hòa Như Phi cũng thở dài một hơi, nhưng trong đôi mắt hắn, vẫn khiến Hòa tâm ảnh lạnh sống lưng. Hắn nhìn chầm chầm Hòa tâm ảnh, đột nhiên hỏi. Vậy, vị kia vũ an hầu thực sự giống tỷ tỷ ngươi đến vậy sao hứa chi hằng nhìn về phía hòa tâm ảnh lòng bàn tay hòa tâm ảnh dần dần suốt mồ hôi nàng ngạc nhiên một lát đột nhiên cười nói đại ca sao ngươi cũng vậy ban ngày có thể đừng nói những lời đáng sợ này ta dù không tiếp xúc nhiều với tỷ tỷ nhưng nhìn vị kia vũ an hầu và tỷ tỷ không có nửa phần giống nhau tỷ tỷ quy củ thủ lễ vũ an hầu lại tính tình hoạt bát khi nàng nói chuyện với tiêu đô đốc, một chút cũng không sợ, nếu là tỷ tỷ, nhất định sẽ không như thế. Hòa như phi nhìn chằm chằm nàng, như đang phân biệt lời nàng nói là thật hay giả. Khi hòa tâm ảnh cảm thấy nụ cười của mình có chút cứng nhắc, hòa như phi mới rời ánh mắt, nói. Cũng phải. Áp lực đột ngột biến mất, hòa tâm ảnh thở phào nhẹ nhõm. Ta còn có chuyện khác, đã gặp ngươi, ta cần phải đi. Hòa như phi đứng dậy, dường như nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn hòa tâm ảnh nói. Mấy ngày nay bên ngoài không yên ổn, người tốt nhất ở trong phủ, không ra ngoài chạy loạn. Hòa tâm ảnh vội nói. Ta biết rồi. Hòa như phi đi ra, hứa chi hằng nói. Ta tiến đại ca. Rồi đi theo ra khỏi thư phòng. Hòa tâm ảnh ngồi một mình trong phòng, qua một lúc lâu, mới chậm rãi đưa tay xoa ngực mình, vừa rồi nàng cảm thấy nhịp tim như ngừng lại. Mặc dù hứa chi hằng nói hòa như phi chỉ. Đi ngang qua, nhưng hòa tâm ảnh rất rõ ràng hắn đến vì mình vì sự việc hôm qua tuy nhiên so với tiêu hoài cần hòa như phi dường như quan tâm nhiều hơn đến hòa yến vì sao nàng không dám tiếp tục suy nghĩ nhưng lại không thể không suy đoán câu nói cuối cùng của hòa như phi nhìn như là lo lắng căn dặn nhưng hòa tâm ảnh trực giác việc nàng muốn ra khỏi phủ sau này sẽ không dễ dàng muốn mãi mãi bị giam cầm trong ngôi nhà này sao không tự chủ được Hòa tâm ảnh dùng mình, chính mình như vậy, tình huống của mẫu thân chắc chắn còn tồi tệ hơn. Nàng nên làm gì? Bên kia, khi Hòa Yến uống xong chén trà thứ hai, Phúc Vượng đến. Vừa đến nơi, hắn liền thẳng đến phòng Hòa Yến, miệng nói. Công tử, cuối cùng cũng đợi được ngài. Phúc Vượng cũng học hôn, hắn không thể ngày nào cũng chạy đến đây, sẽ bị người hứa ra nghi ngờ, nhưng không đến lại sợ bỏ lỡ Hòa Yến. Liền cầm chút bạc mười tiểu nhị quán trà giúp đỡ nếu hỏa yến đến, tiểu nhị sẽ đến cửa hứa ra thông báo cho Phúc Vượng, nên Phúc Vượng mới có thể nhanh nhất chạy đến. Lúc đầu biết ngài ở đây, tiểu nhân muốn tới ngay, nhưng hôm nay trong phủ có khách quý, tiểu nhân không dám tự ý rời vị trí, đành phải chờ khách rời đi mới trộm chạy tới. Hòa yến biết hắn nói về hòa như phi, cũng không truy hỏi, chỉ cười nói. Tiểu ca tất nhiên cấp bách muốn gặp tại hạ, chắc là chuyện của tần ma ma đã có manh mối rồi. Phúc Vượng trong lòng mắng thầm, Vị này thật không khách khí, đi lên liền nói chuyện chính, không một lời chào hỏi, thật là bất cận nhân tình. Nhưng nghĩ vậy, trên mặt lại không dám biểu lộ, Phúc Phượng cười nói: "Có một tin tức tốt và một tin tức xấu, công tử muốn nghe cái nào trước?" "Tin tốt trước." "Tin tốt là, Tần Ma ma thật sự chưa chết, tiểu nhân những ngày này hết lòng tìm tung tích của nàng, đã có chút manh mối, dù không chắc có thể tìm thấy người, nhưng nhất định là Tần Ma ma bây giờ còn sống, 89 phần 10 đang ở nhà tình nhân ngoài thành." chỉ là tình nhân đó rất giàu hoạt, thường xuyên không tìm thấy, thường xuyên chuyển chỗ. Nếu công tử tin tưởng tiểu nhân, cho tiểu nhân 89 ngày nữa, tiểu nhân nhất định có thể tra ra tung tích tần ma ma. 8, 9 ngày. Hòa Yến chậm rãi nói. Có chút dài, không phải. Phúc vượng về mặt cầu xin. Tiểu nhân cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chạy trốn khắp nơi. Chuyện này rất quan trọng, công tử tin được tiểu nhân, tiểu nhân lại không tin người khác, chỉ sợ không cẩn thận làm hỏng việc nên không thể qua loa. Hỏa Yến cười, lấy từ trong ngực một thỏi bạc, đặt lên bàn. Phúc Vượng lập tức mặt mày hớn hở, bỏ bạc vào ngực, nghiêm mặt nói. Chỉ cần công tử cần, tiểu nhân dù lên núi đao xuống biển lửa, cũng phải mau chóng làm tốt chuyện này cho công tử. Hỏa Yến lười nhác nghe hắn nói miệng lưỡi trơn chu, chỉ hỏi. Tin xấu là gì? Phúc Vượng sừng sốt một chút, nhìn quanh một lần, giống như sợ người khác nghe được, rồi nghiêng người, nhỏ giọng nói. Tin xấu là, trong hứa phủ, còn có người đang tìm tung tích tần ma ma. Ngón tay hỏa yến khẽ nhúc nhích, nói. Hứa chi hằng. Phúc vượng trừng to mắt. Ngài sao biết. Hắn lo lắng nói. Không sai, chính là hứa đại gia. Tiểu nhân mấy ngày nay nghe ngóng, phát hiện hứa đại gia cũng đang cho người tìm tung tích tần ma ma. Nhưng cũng chính vì vậy, tiểu nhân mới có thể mượn đông phong của họ, cha thuận lợi không bị phát hiện. Công tử, nếu ngài thật sự muốn tìm tần ma ma phải tìm thấy nàng trước 9, hứa đại gia mới Kích. được. Sau khi rời khỏi hứa phủ, hòa yến trực tiếp trở về nhà họ hòa. Hòa tuy và hòa vân sinh vẫn chưa về, hòa yến lục lọi dưới gầm bàn và tìm ra một cái dương nhỏ bên trong có mấy thỏi bạc. phúc vượng là người tham tiền, nếu không có lợi ích lớn thì chắc chắn hắn sẽ không dám mạo hiểm làm việc nguy hiểm cho nàng. ánh mắt hòa yến dần trở nên nghiêm túc, chắc hẳn hứa chi hằng đã bị dọa đến vỡ mật nên mới nhanh chóng đi tìm tung tích của tần ma nàng phải tìm người trước hứa chi hằng, vì vậy không thể thiếu sự chuẩn bị. Nhìn mấy thỏi bạc ít ỏi, hòa yến thở dài, chẳng lẽ thật sự phải đến nhạc thông trang thêm một chuyến nữa sao? Một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại trước cửa phủ thạch tấn bá, các nha hoàn vây quanh một tiểu thư trẻ tuổi bước xuống. Nhân viên nhà sở ra bận rộn và cung kính ra đón. Tiểu thư từ đã đến. Từ phinh đình kiêu hãnh hất cầm, nhấc váy bước vào cổng chính nhà sở ra mỗi khi từ tính phủ đến nhà sở ra tìm sở tử lan, từ phinh đình cũng sẽ đi cùng. Tất cả mọi người trong nhà sở đều biết từ phinh đình là hòn ngọc quý của từ tính phủ, không ai dám thất lễ dù chỉ một chút. Phu nhân nhà sở đi ra gặp từ phinh đình và cười nói. Tiểu thư từ đã đến, từ lan hiện giờ chưa về phủ, xin mời ngài vào sảnh ngồi uống chút trà nóng, chờ tử lan trở về. Từ phinh đình liếc nhìn phu nhân nhà sở, hừ một tiếng coi như trả lời. Hành động này của nàng thật vô lễ, nhưng phu nhân nhà Sở không tức giận, vẫn giữ nụ cười và ra ngoài chỉ đạo nha hoàn chuẩn bị chút điểm tâm. Từ Phinh Đình nhìn thấy hình ảnh phu nhân nhà Sở bận rộn, hài lòng nhếch môi. Phu nhân nhà Thạch Tấn bá tuy xấu xí nhưng chuyện này cũng không có gì to tát. Trong thành Sóc Kinh có rất nhiều phụ nữ không xinh đẹp, nhưng bà lại gả cho Sở Lâm Phong, một mỹ nam tử. So sánh hai người, tự nhiên trở thành trò cười cho đám người. Sở Lâm Phong là người thích sắc đẹp. Hắn cưới hết một phòng rồi lại một phòng tiểu thiếp, tổng cộng là 19 phòng, mỗi người đều xinh đẹp như hoa. Chính vì vậy, phu nhân nhà Sở càng trở nên đáng thương hơn. Nhưng không ai dám coi thường vị phu nhân nhà Sở này. Trong phủ, ngoài Sở Chiêu là con của thiếp, không có một tiểu thiếp nào sinh được con cho Sở Lâm Phong. Từ Phinh Đình đã từng nghe từ kính phủ nói về vị trí khó xử của Sở Chiêu trong nhà, vì nàng yêu Sở Chiêu nên muốn cùng chàng chia sẻ mối thù. Vì vậy, mỗi khi đến nhà Sở nàng luôn gây khó dễ cho phu nhân mẹ kế của sở chiêu để làm hài lòng chàng hôm nay cũng không ngoại lệ phu nhân nhà sở bảo tỳ nữ mang đến điểm tâm và trà xanh rồi cười nói lâu rồi không gặp tiểu thư tử từ khi bệ hạ ban hôn nghe rằng tiểu thư muốn kết hôn với tử lan của chúng ta ta rất vui mừng trong thành sóc kinh chỉ có tiểu thư tử mới xứng đáng với tử lan ai mà không thích nghe lời khen nhất là khi khen sở tử lan yêu nàng từ Phinh Đình nghe vậy có chút đắc ý, nói. Đó là tự nhiên, nữ tử nào có thể xứng với tử Lan ca ca. Phu nhân nhà sờ mỉm cười, cầm trà lên uống một ngụm, ánh mắt dừng lại trên người thị nữ mặc đài đứng sau lưng Từ Phinh Đình. Từ Phinh Đình nhận ra ánh mắt của bà, không vui nói. Bà nhìn thị nữ của ta làm gì? Ta chỉ là nhìn thị nữ thân cận của tiểu thư từ, thật duyên dáng. Phu nhân nhà sờ khẽ vuốt tóc, từ tốn nói. Sau khi ngươi và tử lan thành hôn, ứng hương bên cạnh tử lan cũng đẹp không kém khi ra ngoài thật là một gia đình mỹ nhân không nhắc đến thì thôi vừa nhắc tới ứng hương trong đầu từ phinh đình liền hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng mặc đài dù xinh đẹp nhưng so với ứng hương thì còn kém xa không chỉ mặc đài mà ngay cả trong thành sóc kinh rất ít nữ tử có thể so sánh với ứng hương nghĩ đến đây từ phinh đình chợt nhận ra rằng những ngày gần đây nàng chỉ thấy sở chiêu mà không thấy ứng hương con bé đó hiện giờ ở đâu? Từ Phinh Đình hỏi. Từ Lan đã bảo nàng không cần hầu hạ, chỉ làm những công việc nhẹ nhàng trong sân. Phu nhân nhà sở nhẹ nhàng nói. Tiểu thư từ cũng biết, từ Lan tính tình ôn hòa, lại rất lương thiện, luôn đối xử tốt với nữ tử. Ứng hương là thị nữ đã lớn lên cùng hắn từ nhỏ, nên được đối xử đặc biệt hơn so với hạ nhân khác. Mặc đài không kiềm chế được, lên tiếng. Đặc biệt thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ là một nô tài. Từ Phinh Đình nắm chặt tay, móng tay khứa vào lòng bàn tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Ứng Hương như cái gai trong lòng nàng, có một hồ ly tinh như vậy bên cạnh Sở Chiêu, nàng làm sao yên tâm được? Nếu không có Sở Chiêu che chở, Ứng Hương đã chết ngàn lần rồi. Có lần nàng trêu đùa muốn bán Ứng Hương đi, từ đó Sở Tử Lan, người luôn tuyệt đối nghe theo Từ Phinh Đình, đã không để ý đến nàng suốt nửa tháng. Lúc đó Từ Phinh Đình hiểu rằng Sở Chiêu phải bảo vệ Ứng Hương nếu nàng dùng thủ đoạn năm đó đối phó với sở chiêu để đối phó ứng hương, sở chiêu cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho nàng. Từ phinh đình không muốn giữa nàng và sở chiêu có sự ngăn cách, cũng không muốn sở chiêu nghĩ rằng nàng là một người phụ nữ ác độc. Vì vậy nàng nhịn rất nhiều năm, nhưng trước kia khi nàng và sở chiêu chưa có hôn ước, chẳng lẽ sau này nàng trở thành vợ của sở chiêu mà vẫn phải tha thứ cho một hồ ly tinh ngày ngày lắc lư trước mắt nàng. Phu nhân nhà sở nhìn sắc mặt từ phinh đình, thở dài và nói. Tiểu thư từ bây giờ còn trẻ, chưa từng quản lý nhà cửa. Nhưng khi đã thành thân, thời gian sẽ hoàn toàn khác. Ngươi xem trong phủ này có 19 phòng tiểu thiếp, ai cũng cung kính với ta, thoạt nhìn không tệ, nhưng chẳng lẽ ta thực sự không có khúc mắc? Phụ nữ khi chưa xuất giá có thể tranh giành tình cảm, tính tình cũng không ai trách. Nhưng khi đã xuất giá mà vẫn như vậy, người khác sẽ nói ngươi ghen tị, vô lễ, quấy rối trật tự. Từ Phinh Đình nghe vậy nổi giận, ai dám nói ta ghen tị? Dù không nói ra, người ta cũng nghĩ vậy. Phu nhân nhà Sở cười nói, "Vì vậy, tiểu thư từ nếu không thích ai, nhất định phải tiến hắn đi trước khi xuất giá. Nếu không, những người nhỏ nhoi trong phủ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Các ngươi còn trẻ, nếu tổn thương tình cảm, không tốt lắm." Lời nói lo lắng của bà, khuôn mặt tươi cười yêu kiều, Từ Phinh Đình đương nhiên biết rõ phu nhân nhà Sở đang khích bác Ly Dán. Nhưng điều bà nói lại là điều nàng quan tâm nhất phải biết rằng giữ lại ứng hương, chính là giữ lại cái gai trong lòng nàng, không nhổ được, đời này nàng cũng không vui vẻ. Nếu ta muốn loại bỏ người, mà người đó được che chở, thì phải làm sao? Từ phinh đình hỏi, sở lâm phong có 19 phòng tiểu thiếp xinh đẹp, thông minh hay đần độn cũng tốt, không ai đấu lại được nữ tử này. Thật ra, dứt bỏ thân phận nàng, từ phinh đình vẫn khâm phục phu nhân nhà sở, nếu không có chút thủ đoạn, làm sao chấn giữ được gia đình lớn như vậy? Điều này có gì khó?" Phu nhân nhà Sở nói, nghe nói tướng gia từng là ân sư của Thái tử điện hạ, bên cạnh Thái tử điện hạ thiếu người thông minh thân cận. Nếu Thái tử điện hạ mở miệng yêu cầu, ai dám không nghe theo? Ánh mắt Từ Phinh Đình sáng lên, nàng đã quên mất điều này, nàng không thể làm gì ứng Hương, nhưng Thái tử có thể. Đối mặt với Thái tử, chẳng lẽ Sở Chiêu còn dám từ chối? Trong phút chốc, Từ Phinh Đình cảm xúc bừng lên, không muốn chờ Sở Chiêu, nàng đứng dậy, liếc nhìn phu nhân nhà sở và mỉm cười. Cảm ơn phu nhân đã giải thích, hôm nay ta còn có việc, ngày khác sẽ trở lại. Nói xong, nàng mang theo nha hoàn vội vàng rời đi. Sau khi từ phinh đình rời đi, nụ cười trên mặt phu nhân nhà sở phai nhạt. Một tỷ nữ bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Phu nhân, nếu thái tử điện hạ thực sự muốn lấy đi ứng hương, tứ công tử cũng không thể làm gì. Sở tử lan quen sống bo bo giữ mình, dù có yêu thương con bé đó cũng không thể vì một tiện tì mà tự hủy tương lai. Ta vốn không muốn hắn đối đầu với thái tử. Vậy ngài, phu nhân nhà Sở bưng chén trà lên, nếm thử một miếng, một lát sau mới nói. Ứng Hương bị thái tử điện hạ lấy đi là ý của Từ Phinh Đình, ta tự nhiên sẽ để Sở Tử Lan biết rõ chuyện này. Con người nhỏ bé đó rất thù dai, bên ngoài không thể hiện, nhưng trong lòng chắc chắn ôm nhiều hận. Ta muốn hắn và nhà Từ đấu nhau, ngươi cũng biết phu nhân nhà sở cười lạnh. đối với nhà từ kết cục chỉ có một chữ chết. ta chờ ngày hắn chết. những việc này xảy ra trong nhà sở hòa yến hoàn toàn không biết. từ sau tiệc ăn mừng nàng không gặp lại sở chiêu. có lẽ sở chiêu bận rộn với việc hôn nhân cùng từ phinh đình. dù sao nhà từ rất coi trọng nữ nhi này. một ngày nọ vào buổi trạng vàng hòa yến đi đón hòa vân sinh tan học. đầu mùa đông ở sóc kinh trời tối sớm người trên đường cũng không đông như xưa. Ngoại trừ những người bán canh nóng, hầu hết mọi người đều muốn vùi mình trong phòng ấm áp. Một nhóm thiếu niên từ thư viện đi ra, Hòa Vân Sinh bị vây ở giữa, tình huống giống như lần trước khi Hòa Yến đến. Vân Sinh, sau này tỷ phu của ngươi sẽ là đại tướng quân phong vân nổi danh, ngươi thật là lợi hại. Không phải Vân Sinh lợi hại, mà là tỷ tỷ của Vân Sinh lợi hại. Tỷ tỷ ngươi có thể như vậy sao? Không thể nào. Hòa Yến đứng bên tường nghe thấy, cảm thấy có chút không đúng, tại sao nghe giống như họ đang mắng nàng vậy? Hòa vân sinh trong thư viện, từ chỗ không ai muốn phản ứng, bỗng chốc biến thành nơi mọi người đều muốn làm quen. Chỉ vì hắn có một tỷ tỷ là hầu nữ và một tỷ phu là tướng quân phong vân. Còn có kẻ không biết xấu hổ xin đến nhà hắn làm khách, thật đáng khinh. Hắn cũng không nhận ra kẻ đó, khó khăn lắm mới đẩy được đám này ra, hòa vân sinh đeo bao vải trên lưng, hướng về nhà đi. Không chú ý trên lưng bị ai vỗ một cái, vừa quay đầu lại, Hỏa Yến đưa tay vò đầu hắn. Ngươi đi nhanh như vậy, tranh tài sao? Hỏa Vân Sinh sững sờ, nhìn quanh. Sao ngươi lại đến đây? Hôm nay ta xử lý một chút công việc. Hỏa Yến nghiêm túc nói. Tiện đường đi ngang qua thư viện của ngươi, nên chờ ngươi cùng về. Về sau đừng đến thư viện tìm ta. Hỏa Vân Sinh cắm đầu đi lên phía trước, vẻ mặt không vui. Đám điên này gặp ngươi, không biết sẽ nổi điên thế nào. Hỏa Yến cười cười, cũng đoán được thiếu niên này gặp chuyện gì, liền nói. Đã biết, vân sinh của chúng ta không thích náo động, lần sau ta sẽ không đến tìm ngươi. 2, à, chắc cha chút giếm. nữa cũng về nhà. Khám nghiệm tử thi đang diễn ra tại Nha Môn, không lâu sau, Hòa Tuy nhận được tin tức và vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy Hòa Yến, ông liền lao tới, kiểm tra khắp người nàng. Yến Yến, con có sao không? Có bị thương không? Tại sao y phục sách thế này? Họ có làm con bị thương không? Hòa Vân Sinh đứng một bên, lạnh lùng nói. Những kẻ làm người khác bị thương đều đã chết rồi, cha lo gì nữa. Hòa tuy nhìn thấy Hòa Vân Sinh đứng một bên thờ ơ, liền vỗ mạnh vào lưng hắn, trách mắng. Con không có việc gì mà để chị con đón về nhà làm gì. Không biết chị con là con gái sao, lỡ chị gặp chuyện gì thì sao, con bảo vệ chị kiểu gì vậy. Một viên quan sai đứng bên cạnh. Hòa Yến nói. Cha, con không sao, những kẻ đó không nhằm vào Vân Sinh mà nhằm vào con. Hơn nữa, con có thể tự bảo vệ mình, nhưng với Vân Sinh, mấy ngày này việc học hành cần chú ý hơn, để con đưa đón là tốt nhất. Hòa Vân Sinh hư một tiếng. Chị lo cho mình trước đi. Cuối cùng, Hòa Ti có chút tức giận vì hành động bất công này, mặc dù hắn cũng không thực sự quan tâm. Lúc này, từ bên ngoài có người tiến vào, đó là tiêu giác. Trông hắn như vừa chạy về, mệt mỏi phong trần, mang theo cái lạnh đầu đông từ bên ngoài vào. Tiêu giác đi tới, hỏi Hỏa Yến. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Yến nhún vai. Ta đón Vân Sinh tan học, trên đường về nhà gặp thích khách. Nhưng những kẻ này giống như tử sĩ, ta không giết bọn chúng, chúng tự uống thuốc độc tự tử. Hiện tại, khám nghiệm tử thi đang diễn ra, cụ thể thế nào thì ta không rõ. Tử sĩ. Tiêu giác nhíu mày, nghĩ đến khả năng do người của tử kính phủ gây ra nhưng người của từ kính phủ sẽ không hành động ngu xuẩn như vậy. Nếu Hỏa Yến chết thật, hôn sự này sẽ bị hủy, tiêu giác có thể tìm một quý nữ khác có bối cảnh tốt, kế hoạch của họ sẽ thất bại hoàn toàn. Vì lợi ích của mình, từ kính phủ cũng không dám hạ sát thủ với hỏa Yến trong thời điểm quan trọng này. Người của từ kính phủ cũng không hành động như vậy, vậy là kẻ thù của hỏa Yến. Quan sai lau mồ hôi trên chán, chỉ riêng Vũ An Hầu đã khó đối phó, giờ còn thêm phong vân tướng quân đến hỏi thăm, nếu việc này không điều tra rõ ràng, e rằng tất cả bát cơm đều bị đổ. Ngươi có bị thương không? Tiêu giác hỏi tiếp, hỏa yến giang hai cánh tay, xoay một vòng, ra hiệu mình không hề bị tổn hại. Yên tâm, ta dù sao cũng là lương châu vệ đệ nhất, mấy kẻ này không đủ để đánh bại ta. Tiêu giác thấy nàng nhảy nhót tưng bừng, lúc này mới yên tâm một chút. Khi nhận được tin, hắn đang cùng lâm song hoặc gặp hai anh em hấp hối, liền tức khắc chạy tới đây. Sóc Kinh không giống Lương Châu Vệ, ở Lương Châu Vệ, nếu muốn giết một người, có thể do khí hậu ác liệt, hoàn cảnh khắc nghiệt, hoặc do những kẻ hung tàn như ô thác. Nhưng tại Sóc Kinh, muốn giết người âm mưu có vô số phương thức hiện ra. Hắn không muốn hỏa yến vì mình mà bị cuốn vào thị phi không liên quan. Tuy nhiên, cuộc ám sát này thực sự rất kỳ quặc. Văn tuyên đế vừa mới tứ hôn không lâu liền động thủ, quả thực giống như là không kịp chờ đợi, điều này hoàn toàn không phải phong cách của từ kính phủ. Khám nghiệm tử thi vừa xoa tay vừa tiến tới, trước tiên hành lễ với Hỏa Yến và Tiêu Giác, rồi mới nói. Có tổng cộng 7 người chết, trong miệng họ có chứa lạp hoàn, bên trong lạp hoàn có độc dược cực mạnh, chỉ cần vào miệng là chết ngay. Những người này không có vết thương chí mạng bên ngoài, mà là tự sát bằng cách uống thuốc độc. Việc uống thuốc độc tự sát chứng minh rằng cái chết của họ không liên quan gì đến Hỏa Yến, cũng không phải do Hỏa Yến ra tay giết người. Điều này cũng chứng minh rằng những người này đã chuẩn bị trước, thực sự là tử sĩ. Đối phương là ai? Hòa Vân Sinh không tìm được hỏi. Tại sao lại muốn lấy mạng của tỷ tỷ ta? Một quan sai khác tiến lên, nói. Chúng tôi đã kiểm tra toàn thân những tên thích khách này và tìm thấy một tấm ngân phiếu trên người một trong số họ. Anh ta đưa tấm ngân phiếu cho tiêu giác. Đây là ngân phiếu của Kim Ngọc Tiền Trang. Tấm ngân phiếu này rất sạch sẽ, gần như mới tinh, được bảo quản rất tốt chúng tôi dự định mang tấm ngân phiếu này đến kim ngọc tiền trang để điều tra chỉ cần kiểm tra sổ sách của tiền trang trong vài ngày qua loại bỏ từng trường hợp chúng ta sẽ biết ai đã đổi tấm ngân phiếu này và tại sao nó lại xuất hiện trên người thích khách tuy nhiên hỏa yến khẽ cau mày điều này quá thuận lợi một chút những tử sĩ này chắc chắn có thể giấu lạp hoàn rất tốt không màng sống chết nhưng tại sao lại giữ một tấm ngân phiếu cẩn thận trong ngực điều này giống như giống như cô ý để cho họ thấy. Hòa tuy chắp tay nói. Xin làm phiền các vị đại nhân. Đám quan sai không dám xưng hô, phong vân tướng quân là nhạc phụ, vũ an hầu là cha ruột, họ không dám thất lễ. Hòa yến ngẩng đầu, thấy tiêu giác vẫn to mày, dường như tâm trạng rất tệ, liền kéo tay áo anh ta, nói nhỏ. Đồ đốc, tôi nghĩ chúng ta nên về trước chờ tin tức. Việc phá án giao cho quan phủ, những ngày này chúng ta đều phải cẩn thận hơn nếu có thể ra tay với nàng không phải là không cho thấy rằng bên cạnh tiêu giác lúc này cũng đầy rẫy nguy cơ tiêu giác cúi đầu nhìn nàng suy nghĩ một chút rồi nói vì đối phương nhắm vào ngươi mấy ngày nay ngươi nên ở nhà đừng ra ngoài như vậy sao được hỏa yến quả quyết từ chối vân sinh phải đến trường một mình hắn ta không yên tâm còn có cha ta ta sợ những thích khách đó sẽ nhắm vào họ hai người bọn họ không giỏi võ như ta gặp những thích khách đó căn bản không có cách nào tự vệ không cần phải lo lắng tiêu giáp nói ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ họ dừng một chút hắn tiếp tục còn với ngươi ta sẽ để xích ô đi theo ngươi hỏa yến lắc đầu nhanh chóng không cần không cần xích ô còn không giỏi võ như ta hắn cũng không giúp được gì ta một mình là đủ rồi hơn nữa ban ngày những người đó cũng không dám quá lộng hành lần này không thành công tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nàng sau này còn muốn đi hứa ra tìm hiểu tin tức, còn muốn tìm tung tích của tần mama, nếu có xích ô theo cùng, thực sự không tiện, giống như có người giám sát bên cạnh. Nếu tiêu giác biết nàng có những hành động kỳ quặc này, hỏa yến cũng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng lần này tiêu giác lại kiên quyết khác thường. Không được, ngươi không thể đi một mình, nếu ngươi không muốn để hắn theo ngươi, thì hãy vào ở tiêu gia. Hỏa yến. Ngươi không phải nói là vì nghĩ đến danh dự của ta sao? Tiêu giác lạnh nhạt nói. So với danh dự, ta lo lắng cho sự an toàn của ngươi hơn. Hòa vân sinh, không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy mình và hòa tuy xuất hiện ở đây thực sự thừa thải. Hòa yến suy nghĩ một lát, hai phương án lựa chọn, cuối cùng nói. Được rồi, vậy để xích ô đi theo ta. Nếu ở tiêu gia, nàng sợ rằng sẽ không thể ra khỏi cửa, ở hòa gia, dù có xích ô, cùng lắm thì trốn ra ngoài bỏ rơi xích ô là được. Dù phải tốn công một chút nhưng không phải hoàn toàn không có cách Tiêu giác lúc này mới đồng ý dừng lại Vì thời gian đã muộn, chuyện hôm nay lại xảy ra đột ngột Sau khi nói chuyện với quan nha xong, tiêu giác liền đưa họ về hòa ra Để lại xích ô và mấy thị vệ, rồi tự mình mới rời đi Sau khi tiêu giác rời đi, hòa yến rửa mặt rồi về phòng của mình Thanh Mai nấu cháo, nhưng hôm nay không ai có tâm trạng ăn uống Tất cả đều nghỉ sớm trong phủ có xích ô và mấy thị vệ canh gác ban đêm hòa yến cũng không cần lo lắng nhiều nhưng khi lên giường nhìn qua màn trong lòng vẫn suy nghĩ vẩn vơ thực ra khi những thích khách đó nuốt độc dược tự sát hòa yến đã bắt đầu nghi ngờ chỉ sợ người đứng sau không phải hòa như phi thì là hứa chi hằng trong buổi tiệc ăn mừng nàng đã biểu diễn làm hứa chi hằng sợ hãi cũng khiến hòa như phi nghi ngờ hoặc có lẽ họ muốn thăm dò nội tình của nàng hoặc muốn dứt khoát một lần mà ra tay ngoài hai người này hòa yến không nghĩ ra ai khác có thù với mình chỉ là nàng cũng không ngờ hai người này lại dám táo bạo đến vậy giữa ban ngày ban mặt mà dám ra tay có lẽ họ chắc chắn rằng nàng không biết toàn cảnh sự việc nên mới dám liều lĩnh như vậy nhưng hòa như phi và hứa chi hằng làm sao biết được nàng vốn chính là hòa yến biết rõ tất cả chân tướng nước cờ này ngược lại giúp nàng thăm dò nội tình của họ chỉ sợ rằng Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng bây giờ cũng không còn bình tĩnh như bề ngoài. Có lẽ họ chưa làm sạch dấu vết của mình nên mới vội vàng giết người diệt khẩu. Hòa Yến chờ mình, chậm rãi nhắm mắt lại. Hòa Như Phi thì tâm ngoan, Hứa Chi Hằng lại nhu nhược, giữa hai người này, có lẽ không thể chung sống hòa hợp, đều có tư tâm và nắm giữ nhược điểm của đối phương. Nếu có thể loại bỏ đối phương mà không gây chú ý, đối với họ là chuyện tốt mối quan hệ ràng buộc vì lợi ích vốn yếu ớt và không bền chặt làm có hay làm con trai thực ra không có gì khác nhau quan trọng là ngư ông có thể thu lợi từ cả hai không biết là vì quan hệ với vụ an hầu hay tiêu giác mà quan nha hành động rất nhanh chỉ trong hai ngày đã thông báo hỏa yến đến nha môn nói rằng đã tìm ra người đứng sau thích khách hòa tuy và hòa vân sinh giờ này đều không có ở quý phủ hỏa yến tự mình ra cửa xích hô luôn theo sát bên cạnh nàng khi đến phủ nha, nàng gặp tiêu giác vừa xuống xe ngựa, đang đi vào trong. Đô đốc, sao ngươi lại tới đây? Hỏa Yến ngạc nhiên nói. Họ cũng thông báo cho ngươi. Tiêu giác gật đầu. Hỏa Yến không tiện nói gì thêm, chỉ thầm nghĩ rằng người trong phủ nha này thực sự quá đáng. Rõ ràng nàng mới là người bị hại, lại còn thông báo cho tiêu giác trước nàng. Khi vào trong, Lưu Đại Nhân phụ trách bản án tiến lên 12 người ngồi xuống trong nội đường, rồi sai người dâng trà lưu đại nhân hỏa yến đi thẳng vào vấn đề có phải đã tìm được người đứng sau các sai dịch đã đến kim ngọc tiền trang kiểm tra sổ sách của họ phát hiện tấm ngân phiếu đó được đổi ra từ phạm gia năm ngày trước lưu đại nhân nhìn hỏa yến do dự một chút dường như rất khó xử cuối cùng không thể không hỏi kinh thành phạm gia hòa tiểu thư còn nhớ đến nói ra câu này hắn liền nhanh chóng nhìn sang hỏa yến nếu không vì bất đắc dĩ hắn thực sự không muốn tiếp tục vụ án này vụ án này thấy thế nào cũng là cái khó giải quyết sợ ý một chút nếu không làm hài lòng hai người này không chừng con đường làm quan của hắn cũng kết thúc nhất là bây giờ khi đã cha ra người đứng sau hắn càng cảm thấy đau đầu phạm gia và hỏa yến trước đây có mối quan hệ không rõ ràng không minh bạch ngay trước mặt tiêu giác hỏi như vậy nếu tiêu giác không vui chút giận lên đầu hắn thì làm sao phạm gia hỏa yến rất thẳng thắn không có chút nào xấu hổ phạm thành lưu đại nhân thầm khen ngợi trong lòng quả thật là nữ anh hùng không lạ gì có thể hàng phục đô đốc lạnh lùng này lại trực tiếp hỏi như vậy hắn cười nói chính là người nói những thích khách đó là do người nhà họ phạm đứng sau hỏa yến hỏi tại sao họ lại làm như vậy ách lưu đại nhân nói sau khi cha ra ngân phiếu là từ phạm gia đổi chúng tôi đã đến phạm gia trong phòng phạm phu nhân chúng tôi tìm thấy độc dược giống hệt như trong lạp hoàn của những thích khách. Tiểu tỷ của Phạm Phu Nhân khai thật rằng, khoảng một năm dưới trước, con trai duy nhất của Phạm Phu Nhân, Phạm Thành, bị sát hại trên thuyền ở sông Xuân Lai. Thích khách không rõ tung tích, lúc đó Hòa Tiểu Thư cũng ở trên thuyền và không biết đi đâu. Tất cả mọi người nghĩ Hòa Tiểu Thư bị sát hại, nhưng bây giờ Hòa Tiểu Thư bình an trở về kinh thành, Phạm Phu Nhân cho rằng Hòa Tiểu Thư là hung thủ giết Phạm Thành nên ghi hận trong lòng và thuê sát thủ trong bóng tối để lấy mạng hòa tiểu thư. Hung thủ nói như thế nào? Tiêu giác hỏi. Phạm phu nhân không thừa nhận là mình thuê người giết, hiện đang bị giam trong ngục và tiếp tục thẩm vấn. Nhưng theo Hà quan thấy, việc này có đủ nhân chứng vật chứng, hẳn là không có khả năng khác. Cái nhà hoàn đó hiện ở đâu? Lưu đại nhân thở dài. Sau khi tiểu tỷ của Phạm phu nhân nói ra sự thật, Phạm phu nhân liền tranh chấp với nàng, chúng tôi chưa kịp kéo họ ra thì tiểu tỷ đã tự cầm dao đâm vào tim tự sát. không biết có phải nàng sợ bị người nhà họ phạm trả thù hay sợ tội tự sát. nói cách khác, hiện tại không có ai khác có thể chứng minh phạm phu nhân vô tội. hòa yến hỏi, lưu đại nhân nhìn hòa yến. hòa tiểu thư, hạ quan biết ngài có tâm địa lương thiện, không muốn oan uổng ai. nhưng chuyện này đã rõ ràng. thực tế, để tránh bắt lầm người, phủ nha đã điều tra nhiều việc, chẳng hạn như trong thời gian ngài nhập ngũ. Phạm gia luôn làm khó dễ cha ngài. Phụ thân ngài phải từ bỏ trước giáo úy cũng vì Phạm gia. Phạm gia sớm đã trách tội Phạm Thành lên ngài, bây giờ ngài trở về an toàn, Phạm gia không dám trả thù công khai, liền ra tay trong bóng tối. Ngài ở Sóc Kinh trong thành không có cửa gia nào khác, ngoài người nhà họ Phạm, không có lý do gì khác để trả thù ngài. Hắn cố ý lược qua khả năng hỏa yến bị liên lụy vì tiêu giác, dù sao tiêu giác và từ tương đấu pháp, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, không dám tham gia. Hỏa Yến nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác nói: "Ta muốn gặp người." Lưu đại nhân sững sờ. "Tiêu Đô Đốc, mẫu thân của Phạm Thành." Lưu đại nhân có thể thỏa mãn yêu cầu này, khi Hỏa Yến và Tiêu Giác đến nhà lao, họ thấy Phạm phu nhân ngồi ôm đầu gối, cuộn thành một đoàn ở góc nhà. Khi có người đến gần, bà không tìm được run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Hỏa Yến vừa thấy đã cau mày, hỏi: "Các ngươi có dùng hình không có không có lưu đại nhân giật mình khoát tay liên tục chúng tôi còn chưa kịp thẩm vấn chiều qua mới bắt người nhưng nói cũng kỳ quái hôm qua khi vào bà ta còn rất tốt giọng điệu phách lối đến cực điểm không chịu thừa nhận mình liên quan đến thích khách sáng nay khi ngục tốt tới kiểm tra bà ta đã có dấu hiệu không bình thường tuy nhiên lưu đại nhân khinh thường loại sự tình này chúng tôi thấy nhiều rồi biết có chứng cứ không thoát được liền bắt đầu giả điên giả dại nghĩ rằng có thể tránh thoát một kiếp hỏa yến ngồi xổm xuống gọi phạm phu nhân phạm phu nhân phụ nhân trong lao nghe vậy lạnh lùng nhìn nàng một cái tóc rối bù che khuất mặt chỉ lờ mờ thấy một con mắt đầy kinh hoàng hỏa yến từng gặp phạm thành nhưng đây là lần đầu tiên thấy phạm phu nhân nàng đã nghe từ thanh mai rằng phạm phu nhân không phải là người tốt tính khi nhất quyết định hôn nhân giữa đường oanh và phạm thành đã ra lệnh phạm thành chia tay hòa đại tiểu thư khi hòa đại tiểu thư đến nhà người hầu phạm ra đứng ở cửa mắng chửi không màng đến dân chúng qua lại làm hòa yến xấu hổ vô cùng quay về liền bệnh nặng nhưng nhìn phụ nhân này hòa yến lại cảm thấy việc này có điểm đáng ngờ một người mạnh mẽ nuông chiều con trai như phạm phu nhân nếu muốn tìm nàng tính sổ với tính cách của phạm phu nhân chắc chắn sẽ không lén lút ra tay hơn nữa Bà ta làm sao có thể tiếp xúc với những tử sĩ đó? Nếu thực sự thuê sát thủ, tại sao lại ngu ngốc để độc dược trong phòng mình mà không tiêu hủy? Tiểu tỷ của bà ta vì sao lại muốn bán đứng chủ tử? Tất nhiên sợ bị liên lụy, không nói gì thì đã đành, còn có dũng khí tự sát, sao lại sợ tội tự sát? Hiện tại không có chứng cứ, phạm phu nhân lại điên điên khùng khùng. Hỏa Yến nhìn thoáng qua phụ nhân trong lao, nàng thực sự giả điên sao? lưu đại nhân nhìn hành động của hòa yến trong lòng đổ mồ hôi lạnh Vụ an hầu thật không kiêng kỵ gì ngay trước mặt vị hôn phu của mình lại dám quan tâm đến mẫu thân của tình nhân trước đây như vậy tuy rằng đối phương muốn lấy mạng nàng nhưng nàng vẫn rộng lượng không quan tâm nhưng từ phạm thành đến tiêu giác ánh mắt của hòa ra đại tiểu thư thực sự đột nhiên tăng cao hòa yến đứng dậy chúng ta ra ngoài nói chuyện mấy người ra ngoài cửa ngục hòa tiểu thư tiêu đồ đốc Vụ án này, nàng không phải là hung thủ. Không đợi Lưu Đại Nhân nói xong, Tiêu Giáp liền ngắt lời. Lưu Đại Nhân sừng sốt một chút. Nhưng, chứng cứ đều đã đầy đủ hết. Chứng cứ chỉ là do hung thủ để cho ngươi thấy. Nếu cứ như vậy thẩm án, chỉ sợ chính là theo ý muốn của hung thủ. Tiêu Giáp nói, Lưu Đại Nhân trong lòng khổ sở vô cùng. Hắn chỉ muốn yên ổn làm quan, nhanh chóng kết thúc vụ án này. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, có thể mau chóng kết án nhưng lại bị một câu của tiêu giác phủ định, việc này còn không dứt. Nhưng trong lòng phàn nàn cũng không dám nói ra trước mặt tiêu giác, Lưu Đại Nhân suy nghĩ. Nếu không phải phàm phu nhân, thì là ai? Manh mối đến đây liền đứt, trên người thích khách chỉ có tấm ngân phiếu kia để phân biệt thân phận. Có thể bắt đầu từ phạm gia Tiêu giác nhạt nhẽo nói. Cha xét những người đã tiếp xúc với tiểu tỷ đã chết trước đó. Có ai đã vào phòng của mẫu thân Phạm Thành, còn nữa... Hắn dừng một chút, từ tối nay trở đi, nơi này phải tăng cường phòng thủ gấp đôi, ta nghĩ rất nhanh sẽ có người muốn diệt khẩu." Hỏa Yến nghe xong, hãi hùng khiếp vía, tiêu giác phân tích cũng giống như trong lòng nàng nghĩ. Dù trong lòng ngại phiền phức, tiêu giác cũng chỉ rõ một con đường, Lưu đại nhân luôn miệng bảo đảm sau đó, liền đi phân phó quan sai làm việc. Hỏa Yến và tiêu giác sóng vai ra ngoài, trong lúc này hai người đều trầm mặc. Nếu trước đây Hỏa Yến chỉ là suy đoán, Việc này do Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng gây ra, bây giờ gần như đã xác định. Tội danh này của Phạm Gia quá rõ ràng, đại khái Hòa Như Phi nghĩ rằng, Hòa Yến trước đây từng có xích mích với Phạm Gia, một khi xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ thuận nước đầy thuyền trị tội Phạm Phu Nhân, sẽ không tra xét sâu. Nhưng bây giờ vì mấy câu nói của tiêu giác, Lưu Đại Nhân vẫn tiếp tục tra vụ án này, để tránh sự cố, Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng sẽ mạo hiểm đến diệt khẩu Phạm Phu Nhân mặc dù nhìn thì có trăm ngàn chỗ hở, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất của họ. Người nghĩ thế nào? Tiêu giác đột nhiên hỏi. Hỏa Yến lấy lại tinh thần, nói. Ta cảm thấy, đồ đốc nói rất đúng, vụ án này tổng cảm thấy có chút không đúng. Nàng thấy tiêu giác không nói gì, trong lòng hơi động, cố ý trêu ghẹo nói. Đồ đốc, người đang tức giận vì chuyện của Phạm ra sao? Lúc trước có gút mắc với Phạm Thành là hòa đại tiểu thư, không phải nàng khi nàng mới tới đã quên chuyện này, giờ phút này nhớ lại, thấy tiêu giác trầm mặc khác thường, chẳng lẽ vì chuyện này mà không vui. Điều này cũng đúng, với một vị hôn thê, nếu có liên quan đến người khác, dù là nhà thường dân, cũng không thể chấp nhận. Phino sẽ giúp người điều tra, lúc trước trên sông Xuân Lai đã xảy ra chuyện gì. Nếu ta thực sự có gì, cũng sẽ không làm như vậy. Hỏa Yến nói nhỏ, tiêu giác dừng bước, nhìn nàng, thiếu nữ mặt mày linh hoạt, giống như đứa trẻ làm sai chuyện, có chút thẹn thùng, có chút nịnh nọt, mang theo một chút ý cười. Không ai nghĩ rằng vài ngày trước nàng đã trải qua một trận truy sát kinh tâm động phách. Nếu là lúc trước, hắn sẽ thuận miệng trêu chọc vài câu theo lời Hòa Yến, nhưng hôm nay lại khác. Hòa Yến Hắn gọi tên nàng Ngươi có phải đang giấu ta điều gì? Hòa Yến ngạc nhiên, ý cười vẫn như thường, nhấc mắt nhìn người trước mặt. Không có mà, đô đốc sao lại nói vậy? thanh niên đứng tại chỗ, rũ mắt nhìn nàng, rõ ràng giọng nói ôn nhu, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. Hắn trầm mặc một lúc, mới hỏi. Ngươi thực sự không biết, những thích khách đó đến từ đâu? Có một chớp mắt, Hòa Yến cảm thấy hắn giống như biết hết tất cả. Nhưng ngay sau đó, nàng khốn hoặc nói. Đồ đốc, lời này của ngươi có ý gì? Nếu ta đã biết thích khách đến từ đâu, liền trực tiếp nói cho Lưu Đại Nhân, để hắn đi bắt người, còn ở đây tốn thời gian làm gì? hỏa yến tỏ ra nhẹ nhõm nhưng tim lại đập nhanh không biết tiêu giác có phát hiện gì rồi hay không nàng không thể nói chuyện này cho tiêu giác cũng không biết giải thích thế nào những hành vi kỳ quái điên cuồng đầy âm mưu và tính toán bi thảm và buồn nôn nàng không có cách nào nói ra với tiêu giác tiêu giác bình tĩnh nhìn nàng một lát sau nhạt nhẽo nói nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn